Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 60. Ở một diễn biến khác, Diệp Quân và Mộc Nguyên đã đến trước động thiên thần nhất. Mộc Nguyên sầm mặt, vương tộc là hậu duệ ngụy thần, có lẽ chúng kết nối với mấy ngụy thần đó, có khả năng ta sẽ bị bại lộ thân phận. Diệp Quân mỉm cười nói, không sao. Mộc Nguyên nhìn Diệp Quân lại nói, bại lộ thì bại lộ, chẳng sao cả. Mộc Nguyên nở nụ cười, ông ta rất tán thưởng sự tự tin chân chất này của Diệp Quân, điều sợ nhất trong con đường tu đạo là nhát gan, sợ sệt. Diệp Quân nhìn động thiên thần nhất, tiền bối từng đến nơi này chưa? Mộc Nguyên lắc đầu, chưa. Diệp Quân hơi bất ngờ, chưa à? Mộc Nguyên gật đầu, ta biết nơi này nhưng chưa từng đến, thượng thần cũng không thích người khác đến quấy rầy nơi này, thế nên lúc đầu nơi này bị ông ấy dùng thần lực để phong ấn. Người càng mạnh đi vào đây thì tu vi sẽ càng bị áp chế. Diệp Quân nói, bên trong đều là những người không có tu vi à? Mộc Nguyên lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân cười nói, vào trong xem thử. Mộc Nguyên gật đầu, sau đó đi vào tiểu tháp tu luyện. Bây giờ ông ta đã thích tiểu tháp của Diệp Quân rồi. Đúng là một thần khí tu luyện. Sau khi Mộc Nguyên đi, Diệp Quân nhìn động thiên thần nhất, rồi biến thành kiếm quang bay vào. Nhưng lúc hắn muốn đến gần động thiên thần nhất, một thần lực vô hình bỗng giam giữ hắn tại đó, cùng lúc đó một giọng nói cổ xưa bỗng vang lên, người ngoài không được tự ý vào nơi này. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó xòe tay ra, thần ấn xuất hiện trong tay hắn. Im lặng một lúc, thần lực vô hình đó bỗng biến mất. Diệp Quân cất thần ấn đi, sau đó biến thành kiếm quang đi vào trong động thiên thần nhất. Diệp Quân đi vào động thiên thần nhất không lâu. Có hai người xuất hiện trước động thiên thần nhất. Người đàn ông mặc áo trắng và người phụ nữ váy trắng. Người đàn ông nhìn động thiên thần nhất, sau đó kéo người phụ nữ đi đến. Khi họ đến gần động thiên, một thần lực vô hình bỗng xuất hiện xung quanh, khóa chặt hai người họ như nhốt vào một chiếc lồng. Cùng lúc đó một giọng nói cổ xưa bỗng vang lên, người ngoài không được phép vào. Lúc này người phụ nữ váy trắng phất tay. Thần lực đó biến mất. Im lặng một lúc. Giọng nói cổ xưa đó bỗng nói, mời vào. Người đàn ông. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân mở mắt ra, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước một trấn nhỏ. Trước mặt hắn không xa là cổng của trấn nhỏ, có mấy đứa trẻ đang đá bóng cực kỳ vui trước cổng. Diệp Quân hơi tò mò, nhưng ngay lúc này như cảm nhận được gì đó, hắn bỗng nhíu mày, vì hắn phát hiện tu vi của hắn đều bị trấn áp. Hắn thử chống cự nhưng không có tác dụng. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hơi ngạc nhiên, thần nhất đã không còn nhưng thần lực mà đối phương để lại vẫn có thể trấn áp người ngoài đến đây. Như cảm nhận được điều gì, Diệp Quân bỗng nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời có hai luồng sáng màu trắng lướt qua, sau đó bầu trời vang lên từng tiếng nổ. Thấy thế Diệp Quân sửng sốt. Cái quái gì đây? Người ở đây có tu vi. Đánh nhau rồi. Ngay lúc này một đám trẻ con trước cổng trấn nhỏ bỗng reo lên. Diệp Quân nhìn đám trẻ đó, đám trẻ đều nhìn lên trời, trong mắt chúng không có gì là sợ hãi, chỉ có sự phấn khích. Diệp Quân. Lúc này bầu trời lại vang lên tiếng nổ, sau đó từng nguồn năng lượng đáng sợ bắn ra từ trên trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, năng lượng này cực kỳ mạnh, nếu rơi xuống. Trấn nhỏ này sẽ biến thành cho tàn ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó hắn lại ngây người. Vì hắn nhận ra sức mạnh đó vừa đến gần bầu trời trấn nhỏ thì lập tức biến mất. Có sức mạnh bí ẩn đang bảo vệ trấn nhỏ này. Lúc này một bóng người bỗng đáp xuống trấn nhỏ. Trên bầu trời, một ông lão cúi đầu nhìn trấn nhỏ bên dưới, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Diệp Quân nhìn ông lão, như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, ông lão bỗng quay đầu nhìn hắn. Tức giận nói, nhìn cái đầu ngươi. Diệp Quân hơi híp mắt lại, trong lòng nổi lên sát ý, nhưng ngay lúc này ông lão bị một luồng kiếm quang xuyên qua giữa trán, sau đó kéo dài cả ngàn trượng, cuối cùng đóng lên vách núi. Diệp Quân sửng sốt. Ông lão đó cũng sửng sốt. Ông ta không phản ứng lại được. Là ai đã ra tay? Ông lão nhìn xung quanh, hơi hoang mang. Không có động tĩnh. Ông lão cung kính nói. Không biết vị cao nhân nào đang ở đây, nếu ta có mạo phạm thì mong nể mặt Hư Pháp Tông, giơ cao đánh khẽ. Hư Pháp Tông. Ông ta rất tự tin,
đối phương vừa nghe đến tên của tông môn mình chắc chắn sẽ nể mặt. Thế nhưng người nấp trong tối lại không hề có chút phản ứng nào. Thấy thế, ông lão sầm mặt, người muốn đối đầu với hư pháp tông ta sao? Vẫn không đáp lời. Thấy thế, sắc mặt ông lão càng trở nên khó coi, chuyện hôm nay là do ta xui xẻo, người có dám nói tên tuổi không? Sau này hư pháp tông sẽ tìm đến tận cửa dạy dỗ. Nếu không nghe lời hay ý đẹp thì ông ta chỉ đành đe dọa thôi. Trong bóng tối có giọng nói hỏi, hư pháp tông ở đâu? Chỉ chỗ cho ta đi. Câu nói này như có ma lực, ông lão vô thức chỉ về phía bên phải. Trong một dãy núi cách đó cả ngàn vạn dặm, một thanh kiếm bỗng từ trên trời rơi xuống, ngay sau đó cả đỉnh núi biến thành tro bụi. Biến mất cùng với nó, còn có hư pháp tông, một tông môn lánh đời trong dãy núi. Hư pháp tông. Trước trấn nhỏ, Diệp Quân nhìn bầu trời, mặt đầy vẻ ngờ vực, ông lão lúc nãy bị kiếm quang đưa đi rồi. Vì tu vi bị phong ấn nên hắn không nhìn thấy đối phương bị đưa đi đâu. Vẻ mặt Diệp Quân bỗng trở nên hơi nghiêm trọng, vì hắn bỗng nhận ra nơi này khá nguy hiểm. Người nào đi vào đây thì tu vi sẽ bị phong ấn, nhưng tu vi của người bản địa lại không bị phong ấn, điều này hơi bất thường. Cũng may tiểu tháp và nhẫn vẫn còn có thể dùng được. Có điều, vẫn phải cẩn thận, nơi này hơi khác với những gì hắn nghĩ. Diệp Quân đi về phía đám trẻ đó, vì không có đại chiến nên đám trẻ đó lại bắt đầu chơi bóng. Những đứa trẻ này đều chưa đủ tuổi, mới 8-9 tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới 10 tuổi, có nam có nữ, không có tu vi, nhưng Diệp Quân lại cực kỳ ngạc nhiên vì thiên phú của đám trẻ này rất tốt. Điều này khiến Diệp Quân hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Diệp Quân đi đến, một cô bé khoảng 10 tuổi trong đó lập tức đề phòng hắn, cô bé nhìn Diệp Quân nói, huynh làm gì đấy? Diệp Quân không nói gì, lấy một cây kẹo hồ lô ra. Cô bé nhận lấy hồ lô, sau đó nhìn Diệp Quân, huynh nghĩ một cây hồ lô là có thể mua chuộc ta sao? Huynh xem thường Lâm Bảo Mỹ ta quá rồi. Diệp Quân lại lấy một cây ra. Lâm Bảo Mỹ chớp mắt, không nói gì. Lúc này, một cậu bé 6-7 tuổi bên cạnh Lâm Bảo Mỹ đột nhiên kéo tay áo của Lâm Bảo Mỹ, giọng nói non nớt, bảo tỷ, thầy nói không có việc gì mà tự dưng đối xử tốt với mình, không phải kẻ gian cũng là cướp, người này vừa đến đã tặng đồ ăn cho mình, chắc chắn có âm mưu, tỷ không thể bị hắn lừa gạt. Lâm Bảo Mỹ im lặng nhận lấy kẹo hồ lô từ tay Diệp Quân, cậu bé đau lòng nhức óc nói, bảo tỷ, sao tỷ lại không có nguyên tắc như thế? Chẳng phải chỉ là hai cây kẹo thôi sao? Ngộ nhớ có độc thì sao? Nào, để ta nếm thử trước cho tỷ. Lâm Bảo Mỹ xoay người đánh vào đầu thằng nhóc, cô bé trợn mắt nhìn cậu bé, cậu đàn, có phải đệ muốn bị đánh không? Cậu bé siết chặt nắm đấm, mặt mày đỏ bừng, Lâm Bảo Mỹ, ta tên là cậu đán, không phải là cậu đàn, nếu tỷ còn gọi ta là cậu đàn nữa thì ta. Hừ, Lâm Bảo Mỹ trợn mắt nhìn cậu đán, hai tay chống nạnh, đệ làm sao? Nhìn thấy Lâm Bảo Mỹ có dấu hiệu muốn đánh mình, khí thế của cậu đán bỗng xẹp xuống, cậu ta do dự rồi nói, Lâm Bảo Mỹ, tỷ phải suy nghĩ cho kỹ, nếu tỷ đánh ta, ta chắc chắn sẽ mép với thầy, đến lúc đó tỷ sẽ bị thầy phạt, nếu bị phạt, chắc chắn tỷ lại đánh ta, sau đó ta lại đi mép với thầy, tỷ lại tiếp tục bị phạt. Người bị thương vẫn là tỷ thôi. Diệp Quân. Lâm Bảo Mỹ trợn mắt nhìn cậu đán. Sau đó nhìn Diệp Quân, thầy nói không có việc gì tự dưng được đối xử tốt, chắc chắn có việc cần cầu giúp, huynh muốn làm gì? Diệp Quân cười nói, ta muốn hỏi vài chuyện ở đây. Lâm Bảo Mỹ cau mày, chỉ thế thôi sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân hồi lâu, nói, bọn ta có 7 người, nếu huynh tiện thì có thể cho vài cây kẹo hồ lô không? Diệp Quân cười nói, tiện chứ. Nói rồi hắn lại lấy mấy cây kẹo hồ lô ra đưa cho Lâm Bảo Mỹ. Lâm Bảo Mỹ nhận lấy kẹo hồ lô, sau đó đưa từng cây kẹo hồ lô cho bạn của mình, khi cô bé đưa cho cậu đán hơi do dự, Lâm Bảo Mỹ, chúng ta có nên nghe xem huynh ấy hỏi gì trước, sau đó rồi quyết định lấy kẹo hồ lô không? Ngộ nhỡ huynh ấy hỏi điều gì đó mà chúng ta không thể trả lời hoặc không có cách nào trả lời thì chúng ta lấy kẹo của người khác có phải là không ổn lắm không? Diệp Quân nhìn cậu đán, hơi ngạc nhiên. Lâm Bảo Mỹ xé tờ giấy gói kẹo, liếm lên đó rồi bình tĩnh nói, làm gì cũng cẩn thận là đúng nhưng đừng bảo thủ, người đàn ông này là người từ bên ngoài đến,
ta đoán huynh ấy chỉ muốn hỏi về thế giới của chúng ta, có thể trả lời thì chúng ta trả lời, vấn đề nào không thể trả lời thì ta nghĩ huynh ấy chắc chắn cũng sẽ không hỏi, hiểu chưa? Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ, mỉm cười. Cẩu Đán nhìn Diệp Quân, vẫn rất đề phòng, ngộ nhỡ huynh ấy là người xấu thì sao? Lâm Bảo Mỹ giơ tay ra, trả kẹo hồ lô cho ta. Cẩu Đán vội lắc đầu, ta im ngay đây. Diệp Quân. Lâm Bảo Mỹ trợn mắt nhìn Cẩu Đán, sau đó xoay người nhìn Diệp Quân, huynh hỏi đi. Diệp Quân cười nói, nơi này là đâu? Lâm Bảo Mỹ lấy một quyển trục ra, sau đó nhìn Diệp Quân, nếu huynh đồng ý cho thêm 7 cây kẹo hồ lô nữa thì bản đồ này là của huynh, trong đó có điều huynh muốn biết. Diệp Quân gật đầu, sau đó lấy 7 cây keo ra đưa cho Lâm Bảo Mỹ. Lâm Bảo Mỹ nhận lấy kẹo hồ lô rồi đưa bản đồ cho Diệp Quân, Diệp Quân cầm lấy bản đồ, đang định mở ra xem thì Lâm Bảo Mỹ lại lấy ra một tấm bản đồ khác nói. Nếu cho thêm 7 cây kẹo nữa, trong này có rất nhiều thứ mà bản đồ trước không có. Diệp Quân im lặng không nói. Ngươi đang lật mặt đấy à? Diệp Quân bỗng cảm thấy cô nhóc này nếu đến Tiên Bảo Các chắc sẽ có tương lai sáng lạn, rất thông minh. Thấy Diệp Quân im lặng, Lâm Bảo Mỹ chớp mắt, sau đó nói, thuận mua vừa bán, huynh có thể không cần. Diệp Quân khẽ cười, sau đó lấy một chiếc hộp ra đưa cho Lâm Bảo Mỹ, trong hộp có cả 100 cây kẹo hồ lô. Thấy thế, mắt đám trẻ phía sau Lâm Bảo Mỹ lập tức sáng rực, có vài đứa mặc quần yếm còn thèm thuồng chảy nước bọt, chỉ muốn vồ lấy chúng. Mắt Cẩu Đán cũng sáng rực nhưng không biết nghĩ đến điều gì, cậu ta nhìn Lâm Bảo Mỹ muốn nói lại thôi. Lâm Bảo Mỹ nhìn cái hộp đó, cô bé lấy 7 cây kẹo hồ lô từ trong đó ra, sau đó đưa quyển trục trong tay cho Diệp Quân. Diệp Quân chỉ vào kẹo hồ lô trong hộp, cười nói, đều là của muội. Lâm Bảo Mỹ lắc đầu, quyển trục này chỉ đáng giá 7 cây kẹo hồ lô. Nghe thế Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Lâm Bảo Mỹ đưa kẹo hồ lô cho đám trẻ phía sau, đám trẻ cực kỳ mừng rỡ, miệng đang ăn một cây, trong tay vẫn còn một cây khác, cứ như mừng năm mới. Thấy Lâm Bảo Mỹ không nhận số kẹo hồ lô còn lại, Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó cất cái hộp đi, mấy đứa trẻ thấy thế lại cảm thấy tiếc nuối. Bên trong còn rất nhiều kẹo hồ lô. Diệp Quân mở hai quyển trục mà Lâm Bảo Mỹ đưa cho mình, một lúc sau, hắn cũng biết được đại khái về nơi này. Hạo Nhiên Giới. Bên ngoài gọi nơi này là Động Thiên Thần Nhất, nhưng thật ra người nơi này gọi đây là Hạo Nhiên Giới. Hạo Nhiên Giới được chia thành hai châu Nam Bắc, lần lượt là Nam Văn Châu, Bắc Võ Châu. Văn Châu giỏi văn, Bắc Châu giỏi võ. Đương nhiên, người tri thức Văn Châu ở đây không phải là người tri thức một tay trói gà không chặt. Người tri thức ở đây tu tập hạo nhiên khí. Còn rốt cuộc người tri thức ở đây giỏi đến mức nào thì Diệp Quân không rõ, vì trong quyển trục của Lâm Bảo Mỹ không nhắc đến. Ngoài Văn Châu và Bắc Châu ra, trong hạo nhiên giới vẫn còn vài động thiên và phúc địa chưa biết tên. Trong quyển trục cũng không nhắc đến nhiều, có thể là vì cũng không biết. Diệp Quân cất quyển trục đi, nhìn Lâm Bảo Mỹ trước mặt, cười nói ta muốn biết nhiều hơn thì nên đi tìm ai? Thầy giáo. Người nói không phải là Lâm Bảo Mỹ mà là Cẩu Đán ở một bên. Diệp Quân nhìn Cẩu Đán, thầy giáo ư. Cẩu Đán gật đầu, đúng thế, thầy giáo cái gì cũng biết, huynh muốn biết nhiều hơn, chỉ có thể đi tìm thầy giáo. Diệp Quân cười nói, có thể dẫn ta đi tìm thầy giáo không? Cẩu Đán lắc đầu, không thể, vì thầy giáo ra ngoài rồi, vẫn chưa về. Diệp Quân gật đầu, vậy à? Lâm Bảo Mỹ bỗng nói. Huynh có cần chỗ ở không? Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ giơ tay ra, ở một ngày, 7 cây kẹo hồ lô. Diệp Quân cười nói, được. Lâm Bảo Mỹ cong môi, đi thôi, ta dẫn huynh đi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Diệp Quân đi theo Lâm Bảo Mỹ vào trấn nhỏ này tên là trấn Hạo Nhiên, thị trấn không lớn lắm, nhà cửa đều làm bằng đá, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu. Có thể thấy Lâm Bảo Mỹ rất vui khi ở nơi này, vì mỗi khi gặp một đứa trẻ sẽ cung kính gọi cô bé một tiếng đại tỷ, không chỉ thế, người lớn cũng sẽ mỉm cười chào khi gặp Lâm Bảo Mỹ. Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ, cô bé chỉ mới 11, 12 tuổi, mặc một bộ váy vải hoa, có rất nhiều chỗ vá, mặc dù rất cũ kỹ nhưng cũng rất sạch sẽ. Nhìn Lâm Bảo Mỹ trước mặt, vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, cảm thấy kinh ngạc.
Vì thể chất của Lâm Bảo Mỹ rất đặc biệt, là linh thể đại đạo trong truyền thuyết. Không chỉ Lâm Bảo Mỹ mà những đứa trẻ hắn gặp trên đường đều có thiên phú rất cao, nếu tu luyện thì tương lai của những đứa trẻ này rất rộng mở. Điều khiến hắn khó hiểu là người nơi này đều chỉ là người bình thường, không ai tu luyện cả. Lúc này Lâm Bảo Mỹ dẫn Diệp Quân đi vào một căn nhà rất đơn giản chỉ có 3 căn phòng bằng đá, trông có vẻ đơn sơ. Lâm Bảo Mỹ chỉ vào căn phòng đá ở giữa, đây là phòng của bà nội ta, bên trái là phòng của ta, căn bên phải là của huynh. Chúng ta đã thỏa thuận huynh ở một ngày thì đưa 7 cây kẹo hồ lô, ở không đến một ngày cũng phải đưa 7 cây kẹo hồ lô. Diệp Quân gật đầu, ừ. Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân, huynh muốn ăn cơm không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân cười nói, cần thêm kẹo hồ lô để đổi nhỉ. Lâm Bảo Mỹ cười nói, đúng thế. Diệp Quân hơi thắc mắc, tại sao muội không lấy thứ khác? Chẳng hạn như tiền hoặc linh thạch. Lâm Bảo Mỹ hơi khó hiểu, những thứ đó là gì? Diệp Quân sửng sốt. Lâm Bảo Mỹ lại hỏi, là những thứ ở bên ngoài sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Lâm Bảo Mỹ khẽ lắc đầu, những thứ ở bên ngoài không có tác dụng khi ở đây, dĩ nhiên nếu huynh có đồ ăn khác cũng có thể trao đổi với ta. Diệp Quân lặng thinh, hắn bỗng nhớ đến hình như không có ai trong trấn nhỏ này tu luyện cả. Lâm Bảo Mỹ nói tiếp, mỗi ngày ta sẽ nấu cơm đúng giờ, nếu huynh muốn ăn thì có thể lấy đồ ra trao đổi, ngoài kẹo hồ lô thì thứ khác cũng được. Diệp Quân cười nói, được. Lâm Bảo Mỹ xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến điều gì, cô bé lại quay đầu nhìn Diệp Quân, muốn nói lại thôi. Diệp Quân vốn dĩ muốn hỏi nhưng Lâm Bảo Mỹ lại xoay người đi. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, hắn đi vào phòng mình, căn phòng rất nhỏ, bên trong cũng rất đơn sơ, một chiếc giường, trên đó được trải một vầng cỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Diệp Quân bước đến bên giường, sau đó nằm xuống, hắn nhắm mặt lại, tiền bối Mộc Nguyên. Mộc Nguyên nói, ừ. Diệp Quân, ông ra ngoài cũng sẽ bị trấn áp tu vi sao? Mộc Nguyên xuất hiện, vừa xuất hiện khí tức của ông ta lập tức bị một sức mạnh vô hình trấn áp. Thoáng chốc tu vi của ông ta đã bị phong ấn hoàn toàn. Thấy thế, sắc mặt Mộc Nguyên sầm lại. Diệp Quân hỏi, là phong ấn thần nhất để lại thật sao? Mộc Nguyên lắc đầu, ta không biết, sức mạnh này tồn tại trong không trung nhưng ta không cảm nhận được, đã vượt khỏi phạm vi thực lực của ta. Diệp Quân khẽ nói, xem ra chắc là của thần nhất để lại rồi. Mộc Nguyên gật đầu. Diệp Quân chậm rãi bước đến cạnh cửa sổ. Hắn nhìn về phía phòng bếp không xa, trong phòng bếp, Lâm Bảo Mỹ đang bận rộn nấu cơm, rất thành thục. Diệp Quân nói, tiền bối, tại sao thiên phú của người ở nơi này lại tốt như thế? Mộc Nguyên cười khổ, không biết, nhưng ta đoán có thể là có liên quan đến Thượng Thần, dù sao ông ấy cũng từng ở đây một thời gian khá lâu. Diệp Quân khẽ gật đầu, không biết đang nghĩ gì. Mộc Nguyên bỗng nói, cậu muốn dẫn cô bé đi à? Diệp Quân cười nói, chỉ mới nghĩ đến, cô bé này không chỉ có thiên phú tốt mà tính cách cũng rất tốt, nếu ở đây cả đời thì thật đáng tiếc. Mộc Nguyên nhìn Lâm Bảo Mỹ ở phía xa khẽ gật đầu, thể chất của nó rất đặc biệt, nếu bắt đầu tu luyện thì làm chơi ăn thật, nhưng... Diệp Quân cười nói, ta biết, muốn dẫn người rời khỏi nơi này chắc hẳn không đơn giản như vậy, nói cách khác thần nhất để lại phong ấn ở đây là không muốn người bên ngoài đến quấy rầy người ở nơi này. Mộc Nguyên gật đầu, đúng thế. Diệp Quân định nói gì nữa, lúc này Lâm Bảo Mỹ bước đến, thấy thế Diệp Quân bảo tiểu tháp thu Mộc Nguyên vào lại trong tiểu tháp. Lâm Bảo Mỹ bước đến bên cửa sổ, cô bé nhìn Diệp Quân cười nói, ăn cơm. Diệp Quân gật đầu, ừ. Diệp Quân đi theo Lâm Bảo Mỹ đến phòng bếp, bàn cơm rất đơn giản, mộc mạc, chỉ có cơm, bánh ngô và một tí rau. Diệp Quân cầm một cái bánh ngô lên cắn một miếng. Mùi vị khá ổn. Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân không nói gì, lặng lẽ ăn cơm. Diệp Quân nói, bà nội muội đâu? Lâm Bảo Mỹ bình tĩnh nói, sức khỏe bà nội không tốt, ta đã đưa bà ấy vào phòng rồi. Diệp Quân nhìn căn phòng đá ở đằng xa, không nói gì. Lâm Bảo Mỹ muốn nói lại thôi. Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ, muội muốn hỏi ta gì sao? Lâm Bảo Mỹ lắc đầu. Diệp Quân cười nói, có phải muội muốn hỏi ta vài chuyện nhưng lại không có đồ đưa cho ta? Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân, khẽ gật đầu.
Diệp Quân nói, muội hỏi đi. Lâm Bảo Mỹ lắc đầu, ta không có gì đưa cho huynh cả. Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ, sao muội lại nghĩ hỏi người khác việc gì thì phải đưa đồ cho người ta. Lâm Bảo Mỹ nói, huynh hỏi ta đã nhận đồ của huynh. Diệp Quân nghĩ, sau đó nói, đúng là thế nhưng đã sao, ngày mai muội hỏi ta xem như là báo đáp, ta ăn cơm của muội, muội không nhận hồ lô, được chứ? Lâm Bảo Mỹ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, chớp mắt, được chứ? Diệp Quân cười nói, được. Lâm Bảo Mỹ nhếch môi cười, hứa rồi đấy. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nghe Diệp Quân đáp lời như thế, tốc độ ăn của Lâm Bảo Mỹ nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Ăn xong cũng đã đêm khuya. Diệp Quân đang định về phòng nghỉ ngơi nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài sân, có một cô gái nằm ở đó. Cô gái mặc bộ váy dài màu trắng nhạt, nằm trước cửa, khóe môi còn có vết máu liên tục chảy ra. Dung mạo cô gái tuyệt sắc, khuôn mặt thanh tú gần như hoàn hảo, da như tuyết, vết máu ở khóe miệng đỏ tươi cực kỳ bắt mắt. Diệp Quân biết cô gái này chính là cô gái đánh với ông lão đó ở Trấn Hạo Nhiên vào buổi sáng, vì lúc đối phương đáp xuống, hắn đã nhìn ra. Diệp Quân không ngờ đối phương lại bị thương nghiêm trọng như thế. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó bước đến bên cạnh cô gái, hắn nhìn cô ta, cô gái đã hôn mê, bị thương khá nặng. Diệp Quân bế cô gái lên, sau đó quay về phòng, hắn đặt cô gái lên giường, nhìn cô gái đánh giá một chút rồi cau mày. Vì khí tức của cô gái vô cùng yếu, lục phủ ngũ tạng của cô ta đã bị nứt ra, không chỉ thế, hình như có một sức mạnh tà ác trong cơ thể đang không ngừng hủy hoại sức sống của cô ta. Bị thương rất nặng, Diệp Quân không nghĩ nhiều, xòe tay ra, một tổ nguyên xuất hiện trong tay hắn, hắn búng ngón tay một cái, tổ nguyên đó đi vào trong người của cô gái. Sau khi tổ nguyên đi vào cơ thể của cô gái nhanh chóng hồi phục, không lâu sau cô ta mở mắt ra. Khi cô ta nhìn thấy Diệp Quân, sắc mặt của cô ta thay đổi, không biết từ đâu mà cô ta lấy ra một con dao găm, ánh mắt đằng đằng sát khí. Diệp Quân lùi về sau một bước tỏ ý mình không có ác ý. Lúc này cô gái như cảm nhận được gì, đồng tử cô ta co lại, ngạc nhiên nói, tổ nguyên. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, ngạc nhiên nói, ngươi cho ta dùng tổ nguyên hả? Diệp Quân gật đầu. Cô gái nhìn Diệp Quân, sao ngươi lại có tổ nguyên? Diệp Quân cười nói, tình cờ có được. Cô gái nhìn Diệp Quân, một lúc lâu sau, cô ta cất con dao găm đi, sau đó nói, cảm ơn. Diệp Quân khẽ cười, không nói gì. Cô gái khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau cô ta mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, vì vết thương của cô ta đều đã khỏi hẳn, không chỉ thế, tà khí trong người cô ta cũng biến mất không thấy tăm hơi. Tổ nguyên. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân. Sau đó nói, ngươi tên gì? Diệp Quân nói, Diệp Quân. Cô gái gật đầu, ta là Tần Tuyết, cảm ơn Diệp công tử đã cứu mạng. Diệp Quân khẽ gật đầu, đang định nói gì đó, Tần Tuyết bỗng bước xuống giường, cô ta nhìn Diệp Quân, sau đó nói, Diệp công tử, ta còn việc gấp, sau này ta sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Nói rồi cô ta xoay người đi. Diệp Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi ra khỏi sân. Cô gái nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Diệp Quân thu lại ánh mắt, quay về giường, hắn nằm xuống, nhắm mắt lại. Đêm khuya, Diệp Quân cảm nhận được gì, hắn bỗng ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì cửa nhà mình bị ai đó đạp mở. Có 13 người đứng trước cửa, người dẫn đầu là Tần Tuyết đã đi trước đó, Tần Tuyết nhìn Diệp Quân, trên người hắn có tổ nguyên. Hù dọa, trên người có tổ nguyên. Bên trong nhà đá, Diệp Quân nhìn cô gái váy trắng ở trước cửa, ánh mắt bình tĩnh, không tức giận, cũng không bất ngờ. Bên cạnh cô gái váy trắng, một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân, ra khỏi trấn đi, nếu không, cô bé bên kia và bà của cô bé sẽ phải chết. Ra khỏi trấn. Trấn nhỏ có quy tắc, không được phép đánh nhau. Bọn họ cũng không dám vi phạm quy tắc này. Diệp Quân khẽ gật đầu, được. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc lâu, sau đó dẫn mọi người ra khỏi nhà đá, nhường đường phía trước. Diệp Quân đi ra khỏi nhà đá, vừa mới ra khỏi nhà đá, hắn đã quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, Lâm Bảo Mỹ và bà nội đang đứng ở cửa nhìn hắn, trong tay cô bé cầm một cái rìu.
Diệp Quân khẽ mỉm cười, nghỉ ngơi đi. Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân đi ra ngoài, đám người Tần Tuyết nhìn Diệp Quân với ánh mắt cảnh giác. Cứ như vậy, Diệp Quân đi theo sau Tần Tuyết ra khỏi trấn nhỏ. Đêm đen gió lớn. Diệp Quân dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía đám người Tần Tuyết ở trước mặt. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi bất an, sự bất an ấy càng lúc càng mãnh liệt. Người đàn ông trước mắt này thật sự quá bình tĩnh. Tại sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy? Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Quân, sự bất an trong lòng dần dần biến thành cơn giận, giết. Ông ta không ra tay trước. Nghe người đàn ông trung niên nói vậy, mấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên lao tới chỗ Diệp Quân. Bọn họ là người bản địa, do đó, tu vi của họ không bị phong ấn. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhặt một cành cây trên mặt đất lên, thừa lúc một người đàn ông xông tới trước mặt hắn, hắn chợt đâm cành cây trong tay ra. Một cú đâm rất bình thường. Tuy nhiên, khi cành cây đâm vào nắm tay của người đàn ông, sắc mặt của người đàn ông biến đổi ngay lập tức. Phịch! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đó đã bay thẳng ra ngoài, biến thành một đống máu thịt bắn ra tung tóe trước khi rơi xuống đất. Mọi người sửng sốt. Sắc mặt Diệp Quân vô cùng tái nhợt, cau mày, khí tức trong người cuộn trào, một ngụm máu tươi phun ra từ trong cổ họng. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã phải cưỡng ép chống lại sức mạnh phong ấn do thần nhất để lại, lúc hắn xuất kiếm, kẻ thù thực sự của hắn không phải là người đàn ông kia, mà là sức mạnh phong ấn do thần nhất để lại. Rất rõ ràng, hắn đã không vượt qua. Bị phản vệ bởi sức mạnh kia. Phía xa, người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tuyết ở bên cạnh, tức giận nói, không phải ngươi nói hắn đến từ bên ngoài sao. Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân ở phía xa, hắn bị phản vệ rồi. Bị phản vệ. Mọi người nhìn về phía Diệp Quân, quả nhiên, sắc mặt Diệp Quân lúc này hơi tái nhợt, rõ ràng là bị phản vệ nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, xông lên. Xông lên. Nhưng lần này không ai tiến lên cả. Bọn họ đều hiểu ý của người đàn ông trung niên, muốn họ liều mạng để giết người đàn ông trước mặt này. Lúc này, ai xông lên là đồ ngu, dù cho có bị ép đi chăng nữa. Hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác ư. Nghĩ gì vậy chứ? Thấy không có ai tiến lên, sắc mặt người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên khó coi, gằn giọng nói, hắn đã bị phản vệ, không thể ra tay được nữa, nếu tất cả cùng tiến lên, có thể giết chết hắn. Tất cả mọi người vẫn bất động. Người đàn ông trung niên lạnh lùng liếc nhìn mấy người bên cạnh. Đám thuộc hạ rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn ông ta, nhưng vẫn không chịu tiến lên. Xa xa, Diệp Quân đột nhiên cười nói, hay là, các người cùng nhau tiến lên đi. Cùng tiến lên. Nghe Diệp Quân nói vậy, sắc mặt mọi người bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu ta đoán không lầm, bây giờ ngươi đã không còn sức chiến đấu nữa, sở dĩ ngươi nói như vậy, chẳng qua là muốn hù dọa bọn ta. Đúng không? Diệp Quân mỉm cười, không nói gì, trong tay cầm một cành cây gỗ đi về phía người đàn ông trung niên. Hắn bước đi rất bình tĩnh, trên người không có bất kỳ kiếm ý hay kiếm thế nào, cũng không có khí tức cường đại nào cả, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được một sức ép vô hình. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, hai tay nắm chặt, nhưng lại không dám ra tay. Ở một bên, Tần Tuyết nhìn Diệp Quân, không biết đang suy nghĩ gì. Khi Diệp Quân từng bước đến gần, sắc mặt của người đàn ông trung niên dần trở nên khó coi, sức ép kia khiến ông ta gần như nghẹt thở. Ông ta biết, người đàn ông đến từ bên ngoài ở trước mắt này chắc chắn không phải người bình thường. Bỏ chạy. Lúc này mà bỏ chạy, ông ta cảm thấy không cam lòng. Bởi vì trực giác nói cho ông ta biết, người trước mắt chỉ đang hù dọa ông ta thôi, nếu như đối phương thật sự còn có sức để đánh tiếp, vì sao hắn không xuất kiếm, mà lại ra vẻ huyền bí ở chỗ này. Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, sau đó nói, mọi người, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, người này có thể tùy ý lấy ra một tổ nguyên để cứu người, điều này chứng tỏ với hắn tổ nguyên cũng chỉ là vật bình thường mà thôi. Chỉ cần giết hắn, chúng ta chắc chắn có thể phất lên như diều gặp gió. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nói xong, ông ta dẫn đầu lao thẳng tới chỗ Diệp Quân.
Lúc này ông ta biết rõ, nếu ông ta không dẫn đầu đi trước, thì những người xung quanh sẽ không tiến lên. Nhưng đáng tiếc lúc ông ta tiến lên, những người xung quanh cũng không đi theo. Bọn họ rõ ràng là đang chờ đợi, nếu như người đàn ông trung niên ngang tài ngang sức với thanh niên kiếm tu trước mắt, bọn họ sẽ quả quyết ra tay, còn nếu người đàn ông trung niên bị giết chết trong nháy mắt, bọn họ sẽ dứt khoát bỏ chạy. Khi nhìn thấy mọi người xung quanh không đi theo, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, trong lòng không khỏi chửi thầm. Nhưng giờ phút này, ông ta đã không còn đường lui. Dốc toàn lực, người đàn ông trung niên tung nắm đấm về phía Diệp Quân, nắm đấm mạnh mẽ lao tới như một cơn bão. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên xuất kiếm. Phịch, dưới con mắt của tất cả mọi người, người đàn ông trung niên bị đánh bay, vừa mới tiếp đất, cơ thể lập tức nứt toác, máu thịt bắn tung tóe, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lúc này, những người xung quanh vội xoay người bỏ chạy. Không đánh lại. Tuy nhiên, trong khi mọi người đều đang bỏ chạy, có một người không chạy, chẳng những không chạy mà ngược lại còn xông tới, vung kiếm giết về phía Diệp Quân. Chính là Tần Tuyết. Cô ta vẫn luôn quan sát Diệp Quân, khi Diệp Quân vừa dùng kiếm đánh nát cơ thể của người đàn ông trung niên, cô ta đã nhạy bén phát hiện, sắc mặt của Diệp Quân gần như tái nhợt ngay lập tức. Cô ta biết, Diệp Quân đã bị phản phệ nghiêm trọng, mà đây cũng là cơ hội tốt nhất của cô ta. Cô ta quả quyết ra tay. Nhìn thấy Tần Tuyết đột nhiên đánh tới, Diệp Quân cau mày, hắn không lùi lại mà tiến lên, xuất kiếm ra một lần nữa. Nhìn thấy Diệp Quân còn có thể xuất kiếm, sắc mặt Tần Tuyết chợt biến đổi, giờ khắc này, cô ta không nghĩ ngợi gì cả, lập tức xoay người, biến mất ở phía xa trong màn đêm. Thấy cảnh tượng này, Diệp Quân lắc đầu cười khẩy. Trên thực tế, nhát kiếm này của hắn là một nhát kiếm hết sức bình thường, không có bất kỳ sức mạnh hay sức sát thương nào. Tuy nhiên, vì hai nhát kiếm trước đó, cô ta không đủ can đảm để tiếp nhát kiếm này của hắn, vì vậy, quả quyết chọn cách bỏ chạy. Chiến đấu thường không chỉ so về sức chiến đấu, mà còn cả về khí thế và tâm lý. Diệp Quân lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên cách đó không xa, người đàn ông trung niên lúc này hoàn toàn không thể nhúc nhích. Bởi vì nhát kiếm của Diệp Quân, không chỉ đánh nát cơ thể của ông ta, mà linh hồn của ông ta cũng bị thương nặng. Thấy Diệp Quân bước tới, người đàn ông trung niên lập tức hoảng hốt, vội nói ta là đệ tử của Vũ Hóa Tông, nếu như ngươi giết ta, sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn, ngươi. Còn chưa kịp dứt lời, một cành cây đã xuyên thủng linh hồn ông ta. Linh hồn của người đàn ông vỡ tan tành, hóa thành hư vô. Hồn bay phách tán. Sau khi chém chết người đàn ông trung niên, một ngụm máu tươi lại phun ra từ khóe miệng Diệp Quân. Từ đầu đến cuối, kẻ địch của hắn không phải đám người trước mặt, mà là sức mạnh phong ấn kia, mỗi lần hắn sử dụng sức mạnh của mình đều sẽ bị phản phệ, lực phản phệ càng lúc càng mạnh. Và nhát kiếm này khiến hắn thật sự mệt mỏi. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn, có một cô bé đứng cách đó không xa. Lâm Bảo Mỹ. Lâm Bảo Mỹ đứng bên cạnh, cầm một cái rìu trong tay. Diệp Quân mỉm cười nói, muội tới giúp ta sao? Lâm Bảo Mỹ chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, cô bé nhìn Diệp Quân, rất nghiêm trọng sao? Diệp Quân gật đầu. Lâm Bảo Mỹ hơi do dự, sau đó nói, huynh sẽ chết à? Diệp Quân trừng mắt nhìn, muội sợ ta chết ư? Lâm Bảo Mỹ nghiêm túc nói, hôm nay huynh còn chưa cho ta kẹo hồ lô. Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười lớn. Khóe miệng Lâm Bảo Mỹ hơi nhếch lên, cô bé đi đến bên cạnh Diệp Quân, sau đó đỡ Diệp Quân đi về phía xa. Sau khi trở lại nhà đá, Diệp Quân nằm trên giường, vết máu từ khóe miệng vẫn không ngừng chảy xuống. Trong lòng Diệp Quân thở dài, lần này, suýt thì gục ở đây rồi. Lâm Bảo Mỹ không biết lấy từ đâu ra một bát thảo dược, bưng đến bên miệng Diệp Quân, đồ uống còn sót lại của bà nội, có lẽ sẽ có ích với huynh. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, cảm ơn, ta sẽ không sao. Lâm Bảo Mỹ lặng lẽ đặt bát xuống, sau khi cô bé im lặng một lúc, nói, huynh có hối hận không? Diệp Quân hơi khó hiểu. Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân, huynh cứu cô gái kia, nhưng cô gái kia lại tìm người để báo thù huynh, lấy oán trả ơn. Huynh có hối hận không? Diệp Quân cười nhạt, không hối hận,
Lâm Bảo Mỹ cau mày, tại sao? Diệp Quân không trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại, tại sao muội lại đi tìm ta? Lâm Bảo Mỹ im lặng một lúc lâu rồi mới nói, thật ra, nếu huynh ở lại đây, bọn họ sẽ không dám làm gì cả, mặc dù ta cũng không biết tại sao, nhưng không ai dám ra tay ở đây. Diệp Quân nhẹ giọng nói, ra là vậy. Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân đột nhiên cười nói, không phải muội có vấn đề muốn hỏi ta sao? Muội hỏi đi. Nhưng Lâm Bảo Mỹ lại lắc đầu, ngày mai sau khi huynh dùng bữa xong, ta sẽ hỏi. Diệp Quân lắc đầu cười, được rồi. Lâm Bảo Mỹ đứng dậy và đi ra ngoài, khi đi tới cửa, cô bé bỗng nhiên dừng lại, có phải huynh sắp rời đi không? Diệp Quân nhìn về phía Lâm Bảo Mỹ, sao muội lại nói vậy? Lâm Bảo Mỹ nói, cô gái kia tới báo thù huynh, chắc chắn là bởi vì trên người huynh có bảo vật gì đó, bây giờ hành tung của huynh đã bị bại lộ, cho nên, huynh chắc chắn sẽ lựa chọn rời đi, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Lâm Bảo Mỹ xoay người nhìn về phía Diệp Quân, ta có thể nhờ huynh một việc không? Nói xong, cô bé nắm chặt hai tay, trong lòng hơi thấp thỏm. Cô bé biết làm như vậy là không tốt, bởi vì người ta không nợ cô bé cái gì, nhưng cô bé buộc phải cầu xin giúp đỡ. Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ đang đứng ở cửa, muội nói cho ta nghe trước đã. Lâm Bảo Mỹ nhẹ giọng nói, cứu bà nội của muội. Diệp Quân nói, có thể dẫn ta đi gặp bà trước được không? Lâm Bảo Mỹ gật đầu, được. Vừa dứt lời, như nghĩ đến điều gì đó, cô bé lại nói, huynh đang bị thương rất nặng, hay để ngày mai hắn đi xem. Diệp Quân cười nói, không sao, bây giờ đi luôn. Nói xong, hắn xuống giường, đi theo Lâm Bảo Mỹ vào phòng, ngay khi bước chân vào căn phòng của bà nội cô bé, sắc mặt Diệp Quân đột nhiên thay đổi. Nguy hiểm! Diệp Quân vừa vào phòng đã cảm thấy lạnh cả xương sống. Hắn nhìn lên giường đá gần đó, thấy có một bà lão tóc bạc phơ đang nằm. Sắc mặt bà trắng bệch, trông yếu ớt vô cùng. Nhưng bà ấy cũng đang nhìn lại hắn. Nhận ra tu vi đối phương không hề thấp, Diệp Quân âm thầm phòng bị. Lâm Bảo Mỹ lại vội vàng chạy đến nắm tay bà lão, nội ơi, Diệp đại ca là người từ bên ngoài tới, chắc chắn sẽ có cách trị thương cho nội. Bà lão liếc nhìn Diệp Quân rồi nở một nụ cười hiền lành hỏi lại, vậy sao? Lâm Bảo Mỹ gật đầu lia lịa, dạ. Rồi chuyển ánh mắt sang Diệp Quân. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đi đến cạnh giường, Bảo Mỹ, có thể để ta nói chuyện riêng với bà của muội một chút không? Cô bé tròn mắt không hiểu gì. Diệp Quân cười cười, hỏi bệnh ấy mà. Lâm Bảo Mỹ do dự nhìn bà lão, thấy bà gật đầu nói, con ra ngoài đi. Cô bé gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đợi cô bé đi rồi, Diệp Quân và bà lão lại bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Bà lão mở miệng, ngươi đến đây làm gì? Diệp Quân, đến nhìn xem thôi. Bà lão, chỉ có thế. Hắn gật đầu. Bà lão không nói gì thêm. Diệp Quân quét nhìn cơ thể bà một lần, hỏi các hạ bị thương nặng lắm sao? Bà lão lắc đầu, không. Đây là trừng phạt. Diệp Quân nhíu mày, trừng phạt. Bà lão mỉm cười, xem ra ngươi cũng không biết về nơi này. Diệp Quân gật gù, đúng là vậy. Bà lão, ngươi đến từ bên ngoài, hẳn là biết An An. Diệp Quân lắc đầu, không biết. Bà lão nhìn hắn hồi lâu mới chậm rãi nói, những ai sinh ra ở thị trấn Hạo Nhiên này đều phải tuân theo một quy luật, không được phép rời khỏi nơi đây, không được phép tu hành. Nếu tu hành sẽ bị nguyền rủa, không sống quá trăm năm. Diệp Quân nhíu mày, do thần nhất để lại. Bà lão lắc đầu, không. Diệp Quân càng không hiểu, vậy đó là. Bà lão nhìn xoáy vào hắn, thần nhất để lại phong ấn là để bảo vệ nơi này, nhưng nguyền rủa thì là do một trong nhiều vị thần khác dưới trướng A Nan. A Nan. Diệp Quân nhíu mày. Bà lão khẽ cười, xem ra ngươi cũng không biết gì nhiều về thần của chúng ta. Diệp Quân chỉ nói, đúng là chỉ biết một chút chứ không nhiều. Bà lão, A Nan này sở hữu sức mạnh đứng thứ ba trong các tín đồ của thần, cũng xuất thân từ nơi này. Diệp Quân thắc mắc, tại sao ông ta lại đặt nguyền rủa ở đây? Bà lão lắc đầu, ta không biết. Bà chậm rãi nhắm mắt lại, thị trấn này nhờ có thần nhất mà trở thành miền đất lành, người sinh ra ở đây đều có thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể tu luyện.
Nhưng vì lời nguyền của A Nan mà bất kỳ ai tu luyện đều không sống quá trăm tuổi, chỉ có một con đường chết. Diệp Quân nhìn bà, vậy bà. Đối phương nói, ba ngày nữa là tròn trăm. Diệp Quân rơi vào im lặng. Bà lão hỏi, người muốn đưa Lâm Bảo Mỹ đi đúng không? Hắn gật đầu, ta có ý định này. Bà lão, để nó tu luyện là đang hại nó. Diệp Quân, nếu cô bé đi cùng ta, có lẽ ta sẽ có cách giải trừ nguyền rủa. Bà lão nhìn xoáy vào hắn, chứng minh cho ta xem. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi vươn tay, để từng luồng tổ nguyên bay ra, xâm nhập vào cơ thể bà lão theo một cái ngoắc tay. Một khắc sau đó, hai mắt bà lão trợn ngược, cả người run rẩy, máu trào ra từ khóe miệng. Diệp Quân nhíu mày khi nhận ra tổ nguyên trong người bà đã biến mất, mà cơ thể bà đang không ngừng trở thành màu đen. Chuyện gì thế này? Diệp Quân nhăn mặt nghĩ. Một hồi sau, bà lão bỗng hít vào một hơi, khó nhọc nói, vô dụng thôi. Tổ nguyên cũng không kháng lại được sức mạnh nguyền rủa kia. Sức mạnh nguyền rủa. Diệp Quân im lặng. Bà lão yếu ớt tiếp tục, ta biết thiên phú của Bảo Mỹ cao đến đâu, cũng hiểu vì sao ngươi muốn đưa nó đi, nhưng ngươi làm vậy chính là đang hại nó. Nếu muốn tốt cho nó thì đừng đưa nó đi đâu hết, cho nó một ít tiền của, đủ sống một đời an ổn trong làng là được. Diệp Quân im lặng một hồi, đúng lúc muốn lấy thần ấn ra dùng thì nghe Mộc Nguyên lên tiếng, tuyệt đối đừng. Hắn thắc mắc, vì sao? Mộc Nguyên, sử dụng thần ấn phá nguyền rủa trên người bà ấy sẽ đả động đến A Nan. Ông ta mà biết ngươi đang có thứ ấy trong tay thì chắc chắn sẽ đến tìm, mà ngươi hiện nay không phải đối thủ của ông ta. Chưa kể, sử dụng thần ấn chưa chắc đã có thể phá nguyền rủa. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Mộc Nguyên, A Nan này chính là người thừa kế thần pháp do thần nhất tạo ra. Thuật nguyền rủa của ông ta không thua kém gì thần nhất, người có dùng thần ấn cũng chưa chắc phá được. Diệp Quân nhìn bà lão với vẻ áy náy. Nếu ban nãy hắn không dùng tổ nguyên, có lẽ bà còn có thể sống thêm mấy ngày, nhưng bây giờ... Như hiểu được suy nghĩ của hắn, bà lão cười, đừng áy náy, chàng trai, người chịu dùng tổ nguyên với một người không quen không biết đã là đại thiện rồi. Diệp Quân chỉ biết thở dài. Cứu ư. Hắn cũng muốn lắm. Nhưng không làm được. Như Mộc Nguyên đã nói, sử dụng thần ấn ắt sẽ khiến A Nan hoặc càng nhiều thần hơn chú ý đến. Khi ấy bản thân hắn sẽ rơi vào đường cùng, đã vậy còn liên lụy đến toàn thị trấn. Điều kiện tiên quyết để làm người tốt là không ảnh hưởng đến tính mạng của mình, bằng không thì là tốt nửa vời. Bà lão chợt cất tiếng gọi, Bảo Mỹ. Lâm Bảo Mỹ bên ngoài nghe vậy thì vội vàng chạy vào, nhào đến khóc bên giường bà. Những gì họ nói ban nãy, cô bé đều nghe thấy. Bà lão cầm tay cô, thì thầm, con là đứa thông minh, nội biết con tò mò về thị trấn này lẫn thân phận nội. Đúng vậy, nội đã từng rời khỏi thị trấn, lên núi tu hành, nhưng... Nói đến đây, bà bắt đầu ho khan kịch liệt. Lâm Bảo Mỹ vội vàng đỡ bà ngồi dậy, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bà. Dừng dứt gọi, nội ơi! Bà lão nắm chặt tay cô bé, nội biết con muốn đi ra bên ngoài, muốn thành thiên lên trời xuống đất. Nhưng con đường đó không có lối về, con phải hứa với nội tuyệt đối không được rời khỏi đây. Con phải ở lại đây cả đời, cưới chồng sinh con, trải qua một đời bình lặng. Được không con? Lâm Bảo Mỹ bỗng đi đến, quỳ xuống trước mặt Diệp Quân, hai tay nắm chặt, ta biết. Làm vậy là sai, là khiến huynh khó chịu. Nhưng, ta không còn cách nào khác, ta chỉ biết van huynh. Cô bé òa khóc nức nở. Đúng thế. Làm như vậy là đang khiến người khác khó xử. Cô biết làm vậy là không đúng, là không nên. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không muốn bà nội phải chết như vậy. Diệp Quân thì thầm với cô bé, nếu ta cứu bà của muội, ta có thể sẽ chết. Lâm Bảo Mỹ ngẩn ra, lầm bầm, là vậy sao? Xin lỗi huynh. Nói rồi chậm rãi đứng dậy đi về bên cạnh bà lão, nắm lấy tay bà, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. Bà lão siết chặt tay cô bé, nở một nụ cười nhợt nhạt, nội đã chuẩn bị tâm lý cho hôm nay từ ngày bắt đầu tu hành, chỉ là không thể không lo cho con. Lâm Bảo Mỹ lắc đầu, nội yên tâm, con hứa sẽ không đặt chân ra ngoài. Bà lão cười cười rồi ngẩng lên nhìn Diệp Quân, hứa với ta đi. Hắn không đáp lời, chỉ rời khỏi phòng. Bên ngoài, Diệp Quân nhìn lên không trung,
im lặng một hồi lâu rồi buông tiếng thở dài. Hắn không hối hận, chỉ thấy đáng tiếc. Nếu là để cứu người, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt, cho dù có phải bỏ ra tổ nguyên. Nhưng nếu cứu người để rồi nhận lại một đống phiền toái, hắn hoàn toàn không có cách chống lại với sức mạnh hiện nay. Khi ấy sẽ liên lụy đến Tỷ Tỷ, đến Thiên Thiên, đến Mộc Nguyên và những người khác. Nếu thật sự bị đẩy đến đường cùng, hắn nên làm gì, phải làm gì? Chỉ có thể làm những gì trong khả năng mà thôi. Diệp Quân bèn đặt một chiếc nhẫn xuống nền đất bên ngoài căn nhà, bên trong không có vật dụng để tu luyện, chỉ có vài món đồ ăn, không cần dùng linh khí cũng có thể mở ra. Sau đó hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ở một nơi nào đó, có một nam một nữ đang dõi theo. Người đàn ông nhẹ giọng nói, thanh nhi này, hình như nó lực bất tòng tâm thật. Người phụ nữ váy trắng đáp, chuyện này đã nằm ngoài khả năng của nó. Rồi hỏi đối phương, nếu là huynh thì có cứu không? Người đàn ông lắc đầu, không, vì nó cũng nằm ngoài khả năng của ta. Người phụ nữ lại nhìn Diệp Quân, nó sẽ sinh ra tâm ma. Người đàn ông nhíu mày, vì sao? Người phụ nữ, nếu thật sự không thể giúp thì sẽ không áy náy hay sinh ra tâm ma, nhưng trong lòng nó biết rõ, nếu nó ra tay cứu họ, cho dù có gặp phải rắc rối thì cũng có thể nhờ người nhà đến giải quyết. Nó chỉ không muốn nhờ vả mà thôi. Người đàn ông nắm tay bà ấy, vậy Thanh Nhi cho rằng nó có nên ra tay hay không? Người phụ nữ nhìn về nơi xa, nhàn nhạt nói, đã muốn thành lập một trật tự mới, làm sao có thể thấy chuyện bất bình mà mặc kệ. Một người cũng không dám cứu, làm sao cứu được toàn vũ trụ. Nó, bà ấy dừng lại ở đây. Khi thấy thanh niên vừa mới rời khỏi đã quay trở lại. Hắn vung chân đá văng cánh cửa hà, nhìn thẳng vào mắt bà lão đang hấp hối, ta cứ nhúng tay vào chuyện này đấy. Bà lão ngẩn ra, nhưng an nan. Thanh niên phẩy tay, chẳng là cái thá gì cả. Chẳng là cái gì cả. Khi nãy, hắn đi một mình trên đường, sau đó vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, mình thật sự không có cách nào khác sao? Là không thể cứu, hay là không dám? Nếu thật sự là không thể thì hắn đã yên lòng. Nhưng nếu là không dám? Tại sao lại không dám? Sợ đệ tử A Nan của thần nhất trong truyền thuyết kia ư? Bây giờ mình là ai? Là người thừa kế của thần nhất. Với thân phận này, mình cần phải sợ một vị ngụy thần à? Mục tiêu của mình là gì? Là thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Là vô địch kiếm đạo. Nếu ngay cả một người cũng không dám cứu thì thành lập trật tự vũ trụ, vô địch kiếm đạo kiểu gì? Vừa muốn thành lập một trật tự chưa từng có, vừa muốn vô địch kiếm đạo, sao có thể nhút nhát sợ sệt, vâng vâng dạ dạ được. Chuyện bất bình trên thế gian này, gặp phải chuyện nào thì nhúng tay vào chuyện đó. Nếu có nhân quả thì cứ để cha gánh. Nhìn Diệp Quân cực kỳ bá đạo trước mặt, Lâm Bảo Mỹ trợn to mắt, ngây người ra đó. Khi Diệp Quân quyết định nhúng tay vào chuyện này, tâm cảnh của hắn lập tức thay đổi, cùng lúc đó, kiếm ý cũng có biến hóa kỳ diệu, nhưng lúc này hắn cũng không để tâm được nhiều chuyện như thế, vì bà lão này đã sắp không chịu đựng được nữa rồi. Diệp Quân sải bước đi tới trước mặt bà lão kia, hắn mở lòng bàn tay, thần ấn xuất hiện, hắn chắp ngón tay, thần ấn rung động dữ dội, sau đó biến thành một tia thần quang bay vào người bà lão. Oanh! Bà lão liên tục run rẩy. Trong cơ thể chợt có vô số thần quang bộc phát. Lúc này, một luồng khí đục bị thần ấn ép rời khỏi cơ thể bà lão, di chuyển tới đỉnh đầu của bà ta, rõ ràng luồng khí đục đó hơi sợ thần ấn, hơi rung động, không dám đến gần bà lão nữa. Nhìn thấy luồng khí đục kia, Diệp Quân híp mắt lại, tay trái xuất hiện một thanh kiếm. Lúc này, luồng khí đục kia như cảm nhận được sự uy hiếp, đột nhiên biến thành một tia sáng đen bay nhanh về phía Diệp Quân. Diệp Quân đâm ra một kiếm. Trong nháy mắt, Diệp Quân đã bị đánh bay ra khỏi nhà. Thấy cảnh này, sắc mặt Lâm Bảo Mỹ lập tức thay đổi, sau đó cô bé vội vàng chạy ra ngoài. Bên ngoài, Diệp Quân cầm kiếm đứng đó, luồng khí đục trước mặt hắn đã hóa thành một hư ảnh từ bao giờ. Khóe miệng Diệp Quân có máu tươi chậm rãi chảy ra. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên biến thành một tia sáng bay thẳng về phía Diệp Quân. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt hắn. Diệp Quân xuất kiếm lần nữa. Oanh! Kiếm chém ra, Diệp Quân lại lùi về.
Khi dừng lại, sắc mặt của hắn thoáng chốc trắng như tờ giấy. Diệp Quân nhìn về phía hư ảnh kia, hắn lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó hé miệng cười, tiến lên một bước. Kiếm ý vô địch thoáng chốc dâng trào từ trong cơ thể hắn. Hắn muốn phá vỡ phong ấn nơi này. Nếu không có phong ấn, sức mạnh nguyền rủa này chẳng là gì với hắn cả, mỗi lần hắn xuất kiếm đều bị sức mạnh bí ẩn kia trấn áp và cắn trả, vì thế hắn phải phá vỡ phong ấn ở đây, chỉ như thế mới có thể trị được tận gốc. Vào khoảnh khắc kiếm ý vô địch của Diệp Quân xuất hiện, một sức mạnh vô hình chợt tập trung lại từ trong thiên địa, sau đó chèn ép về phía Diệp Quân. Diệp Quân không lùi mà còn tiến tới, bước về phía trước một bước, đâm kiếm lên trời, phá. Một tia kiếm quang phóng lên cao, nhưng kiếm quang vừa phóng lên mấy trượng đã bị sức mạnh bí ẩn kia trấn áp, sau đó. Oanh! Kiếm quang vỡ tan tành. Sức mạnh bí ẩn chợt cuộn xuống, rơi lên người Diệp Quân, sức mạnh cường đại chèn ép khiến cơ thể Diệp Quân lập tức cong xuống. Diệp Quân cong người, hai tay siết chặt, trên mặt nổi gân xanh, xương cốt trên người kêu rắc rắc. Sức mạnh kia khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Lúc này, Diệp Quân chợt ngẩng đầu. Ánh mắt hắn rất dữ tợn, hắn giang hai tay, những tia kiếm ý vô địch đáng sợ phóng lên cao từ trong cơ thể. Ầm, đất trời chấn động. Kiếm ý của Diệp Quân lại bắt đầu khiến sức mạnh bí ẩn kia lùi lại, mà cơ thể hắn cũng dần đứng thẳng lên. Lúc này, sức mạnh kia lại trấn áp xuống một lần nữa. Diệp Quân híp mắt lại, hắn điều động ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể. Oanh! Kiếm ý vô địch biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Trời lập tức nứt ra. Sức mạnh đáng sợ kia lập tức tan thành mây khói. Diệp Quân hít sâu một hơi, cả người dễ chịu, nhưng sau đó, đất trời xung quanh chợt có vô số sức mạnh bí ẩn tập trung lại, sau đó sức mạnh bí ẩn kia rơi xuống theo chiều thẳng đứng, chèn ép về phía hắn. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, hắn mở lòng bàn tay, một thanh ý kiếm phóng lên cao, đỡ lấy sức mạnh đáng sợ kia. Oanh! Trên bầu trời của Trạch Viện, ý kiếm của hắn bị sức mạnh kia trấn áp không thể di chuyển. Không chỉ có thể, ý kiếm của hắn còn dần nứt ra. Thấy cảnh này, Diệp Quân nhíu mày, hắn dẫm chân phải nhảy lên cao. Một kiếm phá bầu trời. Bây giờ hắn muốn đối đầu trực diện với sức mạnh phong ấn bí ẩn kia. Diệp Quân ở chân trời chém một kiếm lên sức mạnh bí ẩn kia, chân trời rung động dữ dội, nhưng ngay sau đó, uy lực phong ấn của sức mạnh bí ẩn chợt tăng lên. Diệp Quân rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, sức mạnh nguyền rủa ở cách đó không xa chợt xoay người đi về phía căn nhà đá, thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân trở nên dữ tợn, hắn chắp tay lại, kiếm hiên viên chợt bay ra, trong nháy mắt, sức mạnh nguyền rủa vốn muốn xông vào trong nhà đá lập tức bị đánh bay. Diệp Quân vung tay áo, tiểu tháp bay ra, tiểu tháp biến thành một tia kim quang, đưa Lâm Bảo Mỹ và bà lão trong nhà đá vào tháp. Thanh Nhi, muội đánh thắng được không? Khi bà lão và Lâm Bảo Mỹ được đưa vào trong tiểu tháp, uy lực của sức mạnh phong ấn kia chợt tăng lên một lần nữa. Cảm nhận được điều này, Mộc Nguyên trong cơ thể Diệp Quân vội nói, mau sử dụng thần ấn. Nếu là trước đây, ông ta sẽ không bảo Diệp Quân sử dụng thần ấn, một khi sử dụng thứ này rất có thể sẽ khiến một đám ngụy thần chú ý. Nhưng lúc này, Diệp Quân có dùng hay không cũng như nhau. Vì khi nãy Diệp Quân đã vì cứu người mà sử dụng thần ấn rồi. Nghe thấy lời của Mộc Nguyên, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, thần ấn chợt bay vào giữa chân mày hắn. Oanh! Một tia thần quang phóng lên cao, chiếu sáng rực bầu trời đêm. Khi thần quang phóng lên cao, sức mạnh phong ấn bí ẩn kia quanh quẩn xung quanh một lát, sau đó dần tan đi. Nhưng sau khi sức mạnh đó dần rút đi, đất trời xung quanh chợt xuất hiện vô số luồng khí đục. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân sa sầm mặt. Mộc Nguyên trầm giọng nói, là Anan, ông ta chú ý đến cậu rồi. Anan! Diệp Quân di chuyển, đi thẳng đến hư không, vừa mới đến, xung quanh hắn chợt xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Sức mạnh nguyền rủa. Diệp Quân nhìn những sức mạnh nguyền rủa ở xung quanh, giữa chân mày xuất hiện thần ấn, mà khi thần ấn xuất hiện, những sức mạnh nguyền rủa kia lập tức lùi về sau. Diệp Quân ngạc nhiên nói, hình như bọn chúng sợ thần ấn này. Mộc Nguyên đáp, đương nhiên là sợ rồi. Thần ấn là bảo vật đứng đầu thần điện, vật xấu tránh xa.
Nhưng nếu ta đoán không lầm thì A Nan kia đã cảm nhận được sự tồn tại của cậu rồi. A Nan, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, thực lực của đối phương thế nào? Mộc Nguyên im lặng một lúc rồi nói, muốn nghe nói thật hay nói dối? Diệp Quân cười đáp, nói dối trước đi. Mộc Nguyên đáp, ngang tài ngang sức với ngươi. Diệp Quân nhíu mày, còn nói thật. Mộc Nguyên khẽ thở dài, cậu bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta. Ông ta muốn giết cậu thậm chí còn không cần tự mình xuất hiện, chỉ cần nguyền rủa cậu là được. Vì thực lực của ông ta đã vượt qua tổ cảnh, hơn nữa còn vượt rất xa. Diệp Quân cười khẽ, đang định đáp lời thì lúc này, sâu trong tinh không trước mặt hắn chợt xuất hiện một vùng tinh vân đỏ thắm. Khi tinh vân đỏ thắm này xuất hiện, hư âm xung quanh chợt biến thành những tàn ảnh tràn vào trong tinh vân kia. Diệp Quân nhìn tinh vân, bản thể của ông ta đến ư? Mộc Nguyên đáp, không nói chắc được. Lúc này, một con yêu thú chậm rãi đi ra từ trong tinh vân đỏ thắm kia, con yêu thú này đầu trâu thân người, mặc áo choàng da thú, dáng người cao to, trong tay cầm một con dao khổng lồ. Mộc Nguyên cất giọng nặng nề, là Sử Ngưu, một trong 12 thú cầm tinh dưới trường A Nan. Lúc này, con Sử Ngưu kia đột nhiên lao về phía trước, trong nháy mắt, tinh không trên bầu trời thị trấn bị xé ra một lỗ hổng lớn. Diệp Quân tiến lên một bước, hắn động tâm niệm, một thanh kiếm ý bay ra. Kiếm và dao va vào nhau. Ầm, tinh hà xung quanh lập tức sôi trào. Một người một trâu đồng thời lùi lại, nhưng con Sử Ngưu kia đứng vững rất nhanh, sau đó, nó xông về phía trước một lần nữa, chém một dao về phía Diệp Quân. Vụt, thời không nơi con dao đi qua ầm ầm nổ tung. Diệp Quân híp mắt bước một bước về phía trước, chắp ngón tay phải. Kiếm ý vô địch chút xuống, cuối cùng biến thành một thanh kiếm khổng lồ chém đi. Thanh kiếm chặn người khổng lồ này lại. Lúc này, Sử Ngưu kia đột nhiên tiến lên một bước, tay phải cầm dao, sau đó chém mạnh về phía Diệp Quân một lần nữa. Dao chém ra, tinh không xung quanh không thể chịu được, bắt đầu nứt vỡ. Đối mặt với chiêu dao đáng sợ này, Diệp Quân không lùi mà còn tiến tới, xông về phía trước, chém một kiếm vào con Sử Ngưu kia. Đối đầu trực diện, oanh, dao và kiếm vừa chạm vào nhau, một người một trâu đã liên tục lùi lại. Sau đó, một người một trâu lại lao vào nhau một lần nữa. Cứ thế, một người một trâu điên cuồng chém giết, chưa đến một khắc, hai bên đã chém được mấy trăm hiệp. Cũng may bên dưới có phòng ấn thần nhất để lại bảo vệ, nếu không thị trấn hoàn toàn không thể chịu được sức mạnh của hai người. Lúc này... Một người một trâu cách xa nhau trong hư không. Diệp Quân dừng lại, khí thế trong người hắn bùng nổ như núi lửa, điên cuồng sôi trào. Cảnh giới đế quân. Diệp Quân hơi hưng phấn, hắn không ngờ lần này mình trong cái rủi có cái may, đạt tới cảnh giới đế quân, không chỉ có thế mà kiếm ý vô địch của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Kiếm ý vô địch có thể mạnh hơn rất nhiều không chỉ vì chiến đấu, mà còn vì tâm cảnh thay đổi. Khi cảnh giới và kiếm ý đều tiến bộ vượt bậc, Diệp Quân chợt biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Sắc mặt con Sử Ngưu phía xa chợt thay đổi, nó nâng dao lên chém một phát. Oanh! Sử Ngưu bị chiêu kiếm của Diệp Quân lại lùi lại mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, nó nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt khó tin. Khi Diệp Quân muốn ra tay một lần nữa, tinh không sau lưng Sử Ngưu chợt sôi trào, sau đó... Một bóng người to lớn chợt di chuyển tới từ trong không trung. Thấy hư ảnh này, Sử Ngưu lập tức chậm rãi quỳ xuống. Ở một hướng khác, người đàn ông áo trắng nhìn hư ảnh kia, cất lời, Thanh Nhi, người này trông có vẻ rất lợi hại, muội có thể thắng không? Người phụ nữ váy trắng thản nhiên nhìn thoáng qua hư ảnh kia, sau đó đáp, không thắng được, hay là chúng ta mau trốn đi. Người đàn ông, trong tinh không. Diệp Quân nhìn về phía hư ảnh khổng lồ kia, hư ảnh còn chưa ngưng tụ, nhìn không rõ lắm, nhưng khí thế thì rất đáng sợ. Khí thế của con Sử Ngưu kia cũng rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng giống như đom đóm và trăng sáng trước hư ảnh này, hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Quân biết đây chính là thần linh A Nan kia. Thần linh. Diệp Quân cũng rất tò mò với thần linh trong truyền thuyết, có lẽ những người này đều là người mạnh nhất trong thời đại thần nhất lúc đó. Lúc này hư ảnh kia dần dần ngưng tụ, đó là một người đàn ông trung niên mặc thần bào rộng lớn, trên thần bào có vẽ các loại phù văn bí ẩn, mái tóc dài buông xõa,
trên mặt là nụ cười hờ hững, trông khá là nho nhã. Lúc này, Mộc Nguyên đột nhiên nói, không phải bản thể. Không phải bản thể. Diệp Quân nhíu mày, hơi bất ngờ, vì hắn cho rằng người đến là bản thể. Sau khi xuất hiện, A Nan cười khẽ, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, Mộc Nguyên, không ra ngoài gặp mặt một chút à. Sau một thoáng yên tĩnh, Mộc Nguyên xuất hiện. A Nan quan sát Mộc Nguyên, cười nói, không ngờ hai chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Mộc Nguyên trầm giọng nói, thượng thần đã chọn hắn. Vậy à? A Nan nhìn về phía Diệp Quân, ông ta quan sát Diệp Quân một lúc, sau đó cười khẽ, ta hơi khó hiểu, thật đấy. Mộc Nguyên bình tĩnh nói, có gì mà khó hiểu, hắn phù hợp hơn ngươi. A Nan khẽ mỉm cười, thế sao? Mộc Nguyên nhìn chằm chằm A Nan, thượng thần rất thất vọng với các ngươi. A Nan lắc đầu cười khẽ, tỏ vẻ xem thường. Mộc Nguyên nói tiếp, vì sao ta vẫn luôn canh giữ ở thần nhất điện? Vì ta biết chắc chắn thượng thần thần nhất vẫn chưa thật sự chết đi. Đúng như ta suy đoán, chắc chắn ngài ấy đã nhìn thấy các người nội loạn. A Nan, các người đã phản bội ngài ấy. A Nan cười nói, Mộc Nguyên, sư phụ theo đuổi nhân tính, chúng ta cũng phải theo đuổi nhân tính, mà ngài ấy theo đuổi thần tính, chúng ta cũng phải theo đuổi thần tính, nhưng chợt có một ngày, ngài ấy không muốn thần tính nữa. Chúng ta cũng không phải ngài ấy, nói không cần thần tính là không cần. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, người có từng suy nghĩ, sau khi sư phụ dùng nhân tính áp chế thần tính, thật ra ngài ấy có năng lực tiêu diệt chúng ta, kể cả sau đó ngài ấy cũng có năng lực đó. Nhưng tại sao ngài ấy không làm thế? Mộc Nguyên nhíu mày, đây cũng là chuyện mà ông ta luôn nghi ngờ. Phải biết rằng, dù chỉ là một ảo ảnh, nhưng thần nhất muốn giải quyết những ngụy thần này là chuyện rất dễ dàng. Nhưng thần nhất lại không làm thế. A Nan nhìn chằm chằm Mộc Nguyên, vì chúng ta thăm dò thần tính là vì được ngài ấy cho phép. Nhưng ngài ấy đã đánh giá thấp sự đáng sợ của thần tính. Ngài ấy có thể tự mình giải trừ, nhưng chúng ta không làm được. Ngài ấy cũng biết chúng ta không làm được, nên ngài ấy mới không hạ thủ. Mộc Nguyên im lặng, đi theo thần tính. Ông ta không ngờ trước đây không chỉ có thần nhất theo đuổi thần tính, mà những đệ tử của thần nhất đạo cũng thế. Ông ta không phải đệ tử của thần nhất đạo, ông ta chỉ là người hầu, cho nên cũng không biết những nội tình trước đây. A Nan chợt cười khẽ, sau đó nói, thật ra thần tính mới là điểm cuối của đạo. Khi thực lực của ngươi đạt tới một trình độ nhất định, ngươi sẽ phát hiện đông đảo chúng sinh và trật tự gì đó đều vô cùng buồn cười. Diệp Quân đột nhiên nói, nhưng ta cảm thấy con đường đại đạo rộng lớn, có người mà mình chú ý, có người mà mình thích mới thú vị, nếu không dù có vô địch đại đạo cũng có gì vui đâu. A Nan nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, đó là vì ngươi còn trẻ, còn chưa trải qua lễ rửa tội của năm tháng, ngươi vẫn còn nhiệt huyết, còn có cảm xúc mạnh mẽ với thế giới này. Tình yêu còn rất mới mẻ với ngươi, ngươi vẫn chưa thấy chán, nhưng nếu ngươi sống lâu rồi, gặp nhiều chuyện sống chết rồi, ngươi sẽ từ từ không còn cảm xúc, sau đó cuối cùng sẽ thành thói quen, đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu người tu luyện chúng ta, chỉ có đạo là vĩnh hằng. Diệp Quân nhìn A Nan, hắn không cãi lại, vì tư tưởng mỗi người khác nhau, hắn có theo đuổi của hắn, người khác cũng có theo đuổi của người khác. Hơn nữa, thật ra những cao thủ tuyệt thế mà hắn gặp trước giờ cũng không thèm để ý đến trật tự và chúng sinh, kể cả cha và cô, ông nội của hắn cũng thế. Họ có nhân tính, nhưng thật sự không nhiều. Thần đạo. Cuối cùng, tất cả tu sĩ đều sẽ chậm rãi tiến về phía trước, vì đúng như A Nan nói, chỉ cần ngươi trải qua nhiều chuyện rồi thì ngươi sẽ hở hững với nó. A Nan nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nói, ta vẫn cho rằng sư phụ sẽ chọn phu tử. Nhưng không ngờ sư phụ lại không làm thế mà đi chọn ngươi, không thể không nói việc này khiến ta khá là ngạc nhiên. Đương nhiên cũng khiến ta rất tò mò, vì sư phụ chọn ngươi chắc chắn là vì lý do khác. Diệp Quân bình tĩnh nói, có lẽ là coi trọng tiềm lực của ta. A Nan cười to, người đúng là mặt dày, nhưng cũng đúng là khá có khả năng, dù ở thời đại của chúng ta, người cũng có thể xem là thiên tài hiếm có. Diệp Quân bình tĩnh nói, hôm nay ông đến đây không định đánh nhau à? A Nan cười khẽ, nói chuyện trước, không hợp thì đánh nhau cũng được, ngươi thấy sao? Diệp Quân gật đầu, được. A Nan đi thẳng vào vấn đề, ta không tham lam, chỉ cần một nửa tổ mạch của sư phụ thôi, còn nữa, có lẽ ngươi có một quyển cổ tịch màu đen,
phải đưa quyển cổ tịch đó cho ta, nếu ngươi làm được, chúng ta sẽ không cần trở thành kẻ thù. Nhưng Diệp Quân lại thẳng thừng lắc đầu, không làm được. A Nan nhìn chằm chằm Diệp Quân, từ chối dứt khoát thế à? Diệp Quân cười nói, nếu ta đoán không lầm sở dĩ ông muốn một nửa tổ mạch và quyển cổ tịch kia của ta cũng không phải thật sự muốn dừng tay giảng hòa với ta, mà là muốn lấy được lợi ích trước, sau đó ông sẽ thuận tay bán đứng ta, để ngụy thần khác đến nhằm vào ta, ông thì ở phía sau làm ngư ông đắc lợi, đúng không? A Nan khẽ mỉm cười, đúng là thông minh. Diệp Quân tiến một bước về phía trước, mở lòng bàn tay ra, một thanh ý kiếm xuất hiện, vậy thì chiến đấu đi. Chiến đấu. Hắn hiểu rõ mâu thuẫn giữa mình và những ngụy thần này không thể nào hóa giải được, vì trên người hắn có tổ mạch, có truyền thừa của thần nhất đạo. Năm đó những chúng thần kia vì tranh giành những thứ này mà không tiếc nội chiến, nên bây giờ sao bọn họ có thể bỏ qua được. Vì thế sớm muộn gì cũng phải chiến đấu. A Nan nhìn chằm chằm Diệp Quân, ông ta nở nụ cười, cũng không ra tay mà thân thể dần trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân sa sầm mặt, vì hắn đã đoán ra ý đồ của đối phương. A Nan đang sắp biến mất chợt mở tay phải, trong lòng bàn tay của ông ta chợt có vô số khí đục bay ra, cuối cùng bay về phía thị trấn. A Nan nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nói, không phải ngươi muốn cứu người à? Đến đi, để ta xem thử ngươi có thể cứu bao nhiêu người. Diệp Quân vung tay áo, tiểu tháp chợt biến thành một tia kim quang bay đi, trong nháy mắt, tiểu tháp đã thu tất cả thị trấn vào trong tiểu tháp. Thấy cảnh này, A Nan hơi nhíu mày, nhưng ông ta cũng không tiếp tục ra tay, ông ta chỉ nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó lặng lẽ biến mất. Sau đó con sửu ngưu kia cũng biến mất. Thấy A Nan biến mất, Diệp Quân sa sầm mặt. Diệp Quân bên cạnh hắn trầm giọng nói, chắc chắn ông ta sẽ tuyên bố rằng cậu nhận được truyền thừa của thượng thần, chẳng mấy chốc, những ngụy thần khác sẽ đến nhằm vào cậu. Diệp Quân gật đầu, hắn biết A Nan này muốn giở trò. Nhưng hắn đành chịu thôi. Cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Vì quyền chủ động ở trong tay đối phương. Diệp Quân không suy nghĩ nhiều, hắn xoay người trở lại trong tiểu tháp. Hắn đi tới trạch viện của Lâm Bảo Mỹ và bà lão, lúc này, hai người đều đang đợi bên trong. Thấy Diệp Quân trở lại, Lâm Bảo Mỹ lập tức chạy đến trước mặt hắn, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào. Diệp Quân cười nói, không sao. Lâm Bảo Mỹ khẽ cất lời, cảm ơn. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nhìn bà lão ở cách đó không xa, lúc này thân thể bà lão đã hoàn toàn hồi phục. Bà lão nhìn Diệp Quân, thầm thấy rung động, bà ta không ngờ thiếu niên trước mắt thật sự đã giải được lời nguyền trong người bà ta. A Nan, đây chính là một trong những chúng thần. Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ trước mặt, cười nói, muội đồng ý tu luyện chứ? Lâm Bảo Mỹ đang định đáp thì như nghĩ đến điều gì, cô bé quay đầu nhìn bà lão bên cạnh. Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quân, gật nhẹ đầu. Lâm Bảo Mỹ vội quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, hưng phấn nói, đồng ý. Diệp Quân cười khẽ, thiên phú của Lâm Bảo Mỹ này rất kinh khủng, nếu chịu tu luyện thì sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Không chỉ Lâm Bảo Mỹ mà tất cả mọi người trong trấn đều như thế. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Quân chợt hỏi, nếu ta đưa thị trấn ra ngoài, thì nơi này còn là đất lành không? Bà lão do dự một lúc, sau đó lắc đầu, không biết được. Diệp Quân im lặng. Sở dĩ Hạo Nhiên giới là đất lành hoàn toàn là vì nó từng là chỗ ở của thần nhất, nếu đưa thị trấn đi, thì nó còn có thể là đất lành nữa không? Lúc này, Diệp Quân cảm nhận được điều gì đó, hắn chợt rời khỏi tiểu tháp, nhìn cô gái đang đứng cách đó không xa. Cô gái mặc trường bào trắng như tuyết, mái tóc đen búi lên, trong tay cầm một quyển cổ tịch, ăn mặc kiểu thư sinh. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, hắn cau mày, vì hắn cảm thấy hơi quen thuộc, ngay sau đó, hắn ngạc nhiên nói, người là nữ phu tử Đạo Môn. Đạo Môn. Đạo Môn do chủ nhân Bút Đại Đạo sáng lập. Lúc trước khi hắn đến đạo giới đã thấy pho tượng của chủ nhân Bút Đại Đạo, mà bên cạnh tượng của chủ nhân Bút Đại Đạo còn có một người phụ nữ. Chính là người trước mặt. Nữ phu tử hỏi, thần ấn ở trong tay ngươi sao? Nghe vậy, Diệp Quân lập tức đề phòng. Nữ phu tử mở lòng bàn tay, trong người Diệp Quân có một tia kim quang bay lên, sau đó rơi vào tay bà ấy. Chính là thần ấn kia. Thấy cảnh này, Diệp Quân sa sầm mặt.
Nữ phù tử nhìn thần ấn trong tay, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, ông ta chọn ngươi. Diệp Quân gật đầu. Nữ phù tử nói, đi theo ta. Dứt lời, bà ấy xoay người rời đi. Diệp Quân thoáng do dự, sau đó đi theo. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã đi theo nữ phù tử tới trước một vách núi, dưới vách núi có mấy gian phòng học, rất yên tĩnh. Nữ phù tử dẫn Diệp Quân vào một gian nhà trúc, sau đó trả thần ấn lại cho hắn. Diệp Quân nhận lấy thần ấn, sau đó hỏi, người là người của chúng thần điện à? Nữ phù tử sửa lại, thần điện. Diệp Quân gật đầu, không nói gì. Nữ phù tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, người ra tay cứu bà nội của Bảo Mỹ khiến ta hơi bất ngờ. Diệp Quân nói, người vẫn luôn âm thầm quan sát à? Nữ phù tử gật đầu. Diệp Quân hỏi, nếu ta không cứu, người cũng sẽ cứu, đúng không? Nữ phù tử lắc đầu, không. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Nữ phù tử bình tĩnh nói, không đáng. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, vì sao Anan lại nguyền rủa nơi này? Nữ phù tử nhìn Diệp Quân, sau đó nói, người sinh ra ở thị trấn này được trời ưu đãi, không chỉ có thiên phú yêu nghiệt còn có khí vận thần đạo, ông ta nguyền rủa trong cơ thể mỗi người, đều có thể nuốt chửng khí vận của bọn họ, dùng nó để tu luyện tà thuật của mình. Diệp Quân không hiểu, lại hỏi, vì sao người không giúp? Nữ phù tử bình tĩnh nói, không đáng. Diệp Quân gật đầu, không nói gì thêm. Cứu hay không là chuyện của người khác, hắn không có tư cách yêu cầu. Nữ phù tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, vì một người không quen biết để lộ mình là người thừa kế của thầy, người không cảm thấy hành động này của mình rất ngu xuẩn à? Diệp Quân cau mày. Nữ phù tử lại nói, biết cái gì gọi là vì cái nhỏ mất cái lớn không? Ngươi làm việc như thế sao xứng với thầy chứ? Diệp Quân đột nhiên lắc đầu, phù tử, cứu người là chuyện của ta, người có thể không thích, không đồng ý, nhưng ta không cần người phê bình. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Không cùng quan điểm nói nửa câu cũng thừa. Nữ phù tử đột nhiên mở lòng bàn tay, thần ấn trong cơ thể Diệp Quân chủ động bay ra, cuối cùng bay thẳng vào tay bà ấy. Có thể nhìn ra thần ấn thân thiết với nữ phù tử hơn. Nó thật sự không tán thành Diệp Quân cho lắm. Dù sao thực lực của Diệp Quân bây giờ còn khá yếu, chênh lệch quá xa với chủ nhân ban đầu của nó. Đặc biệt là vì chuyện lần này, nó cũng không đồng ý với hành động của Diệp Quân. Quá hành động theo cảm tính. Không nhìn rõ tình hình chung. Người như thế khó làm được chuyện lớn. Diệp Quân dừng bước trước cửa nhà trúc, nhưng sau đó, hắn cười khẽ rồi rời đi. Thần ấn. Có đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng không có. Cũng chẳng làm sao. Bây giờ ngay cả thánh kiếm hiên viên và tiểu tháp hắn còn không hay sử dụng, thật sự cũng không quan tâm đến thần ấn này cho lắm. Nói một cách đơn giản thì bây giờ hắn rất bình thản. Nếu ngươi muốn đi theo ta đương nhiên là chuyện tốt, nếu ngươi không muốn đi theo ta cũng chẳng có vấn đề gì. Thấy Diệp Quân mặc kệ cả thần ấn, nữ phù tử nhất thời nhíu mày. Thần ấn. Đây là một báu vật siêu cấp ở thời đại thần nhất. Lúc trước chúng thần tranh giành đến vỡ đầu chảy máu vì nó, mà bây giờ thiếu niên này nói không cần là không cần. Nữ phù tử nhíu chặt mày, nói thật, bà ấy thấy khá khó hiểu. Mà Diệp Quân thật sự đi rồi, không phải cố ý giả vờ. Sau khi Diệp Quân rời khỏi phòng học, đi chưa được lâu thì một sức mạnh bí ẩn chợt bao phủ lấy hắn, sau đó, tu vi của hắn lập tức bị phong ấn. Không có thần ấn. Sức mạnh phong ấn do thần nhất để lại xuất hiện một lần nữa. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn xung quanh, thật ra hắn đã hiểu ý đồ của thần nhất phong ấn nơi này, còn chỉ nhằm vào người tiến vào từ bên ngoài với mục đích rất đơn giản, là không muốn người ngoài đến làm phiền người nơi này, đây có thể xem là một cơ chế bảo vệ. Diệp Quân đã muốn rời đi, vì hắn phát hiện những ngụy thần kia không hề bị áp chế ở nơi này. Như thế một khi ngụy thần đến gây chuyện với hắn thì hắn sẽ rất thiệt thòi, vì hắn không chỉ phải đối phó với ngụy thần mà còn phải đối phó với phong ấn mà thần nhất để lại nữa. Vì thế rời đi là sự lựa chọn tốt nhất. Mà vào lúc Diệp Quân lựa chọn rời đi, thời không cách hắn khá xa chợt rung động, sau đó có 100 người đồng loạt xuất hiện. Thấy cảnh này, Diệp Quân cau mày. Người dẫn đầu là một ông lão mặc áo đạo sĩ màu xanh da trời, tay cầm một cây phất trần. Để râu bạc dài, dáng vẻ rất giống thần tiên. Cách không xa bên cạnh ông lão còn có một cô gái váy trắng.
Cô gái này chính là Tần Tuyết. Tần Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói một lời. Ông lão dẫn đầu chợt cười khẽ, vị đạo hữu đến từ bên ngoài này, lão đạo sĩ là tông chủ của Vũ Hóa Tông, lần này tìm đến đạo hữu là muốn làm quen đạo hữu, mọi người trở thành bạn. Diệp Quân cười to, làm bạn. Ông lão gật đầu, đúng thế. Nét mặt Diệp Quân hơi kỳ lạ. Ông lão cười nói, nếu ta đoán không lầm sở dĩ đạo hữu đi vào từ bên ngoài là vì tránh truy sát đúng không? Diệp Quân gật đầu, Ông lão cười tươi, đạo hữu, nếu đã đến thì phải yên ổn, nếu đạo hữu không ngại thì có thể gia nhập Vũ Hóa Tông của ta. Gia nhập Vũ Hóa Tông. Nghe thấy lời của ông lão, mọi người bên cạnh ông ta đều ngạc nhiên. Đặc biệt là Tần Tuyết kia. Tần Tuyết nhìn ông lão bên cạnh bằng nét mặt nghi ngờ và khó hiểu. Không phải lần này đến để giết người đoạt báu vật à? Sao lại thành chiêu hàng rồi? Diệp Quân nhìn ông lão, cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Ông lão nói tiếp, nếu đạo hữu đồng ý gia nhập Vũ Hóa Tông của ta thì ngoài chức vị tông chủ, tất cả vị trí ở Vũ Hóa Tông đạo hữu đều có thể chọn. Nghe thấy lời này, các đệ tử của Vũ Hóa Tông đều ngạc nhiên. Ngoài vị trí tông chủ, có thể tùy chọn. Cái quái gì vậy? Tần Tuyết nhìn ông lão bên cạnh, cúi mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân nhìn ông lão, cười nói, vị đạo hữu này, ông khiến ta cảm thấy rất khó hiểu. Ông lão nghiêm túc nói, oan oan tương báo đến khi nào mới hết. Đạo hữu, Vũ Hóa Tông ta thành tâm mời cậu gia nhập, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý thì điều kiện gì cũng có thể bàn bạc. Diệp Quân hỏi, nếu ta từ chối thì sao? Ông lão cười đáp, đường ai nấy đi. Diệp Quân nghiêm túc nói, bây giờ tu vi của ta bị áp chế, không có bất cứ sức chống cự nào, thật đấy. Ông lão bình tĩnh nói, đạo hữu cứ đùa, Vũ Hóa Tông ta luôn thân thiện với người khác, chưa từng làm chuyện thừa nước đục thả câu. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão, ta thật sự không có lá bài tẩy nào cả. Ông lão nói, đạo hữu vẫn tức giận vì chuyện trước đây ư. Nếu thế thì lão hữu xin đại diện Vũ Hóa Tông xin lỗi cậu. Mọi người. Diệp Quân cười khẽ, đạo hữu, ông hành động không theo lẽ thường gì cả. Ông lão nhỏ giọng thở dài, ta biết trong lòng đạo hữu thấy nghi ngờ, đó cũng là bình thường, nếu là ta thì ta cũng thế. Nhưng xin đạo hữu tin tưởng, lần này lão đạo sĩ đến đây không hề có chút ác ý nào cả, một là muốn nói xin lỗi, hai là thành tâm mời đạo hữu gia nhập Vũ Hóa Tông. Diệp Quân lắc đầu, ta không có hứng thú gia nhập Vũ Hóa Tông. Ông lão gật đầu, được. Dứt lời, ông ta đột nhiên nhìn về phía Tần Tuyết bên cạnh, thấy ông lão nhìn mình, Tần Tuyết khẽ run, sắc mặt hơi tái. Ông lão bình tĩnh nói, ta giao người này cho đạo hữu xử lý. Dứt lời, ông ta trở tay đè xuống. Tần Tuyết lập tức bị trấn áp, không chỉ có thế mà đan điền của cô ta lúc này cũng vỡ tan, tu vi không còn. Hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng. Sắc mặt Tần Tuyết tái mét, cô ta ngã xuống đất như một vũng bùn. Còn ông lão thì không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chắp tay với Diệp Quân, Vũ Hóa Tông ta luôn hoan nghênh đạo hữu đến làm khách. Dứt lời, ông ta xoay người dẫn theo mọi người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Quân im lặng. Không thể không nói, hành động của ông lão này khiến hắn hơi bất ngờ. Hắn đã chuẩn bị gọi mấy người tỷ tỷ và Mộc Nguyên ra liều mạng một trận rồi, mà ông lão này lại giở trò như thế, thật sự khiến hắn thấy bất ngờ. Diệp Quân không nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn Tần Tuyết ở cách đó không xa, Tần Tuyết mặc váy trắng nằm sụi lơ dưới đất, lúc này cô ta đã coi như tàn phế. Đương nhiên dù tu vi của cô ta vẫn còn cũng không thể mang đến uy hiếp gì cho hắn được. Tần Tuyết nhìn Diệp Quân, cười giễu cợt, thì ra ta mới là một vai hề. Diệp Quân không nói gì mà đi về phía xa. Tần Tuyết nhìn Diệp Quân đang đến gần, cô ta chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng sau đó, cô ta cau mày, vì cô ta phát hiện Diệp Quân lại đi vòng qua người mình rồi đi về phía xa. Tần Tuyết ngây người, sau đó cô ta hỏi, tại sao? Diệp Quân không dừng lại. Tần Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quân, tại sao không giết ta? Diệp Quân ở phía xa vẫn không dừng bước. Tần Tuyết lại nói, ta biết chắc chắn ngươi rất hối hận vì trước đây đã cứu ta, ngươi. Diệp Quân dừng bước, hắn lắc đầu, ta không hối hận vì cứu cô, ngày đó, đừng nói là cô, dù có là một con chó thì ta vẫn sẽ cứu. Dứt lời,
hắn tiếp tục đi về phía xa, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối đường. Tần Tuyết ngây người tại chỗ, sau đó, cô ta chợt cười to, cười rất điên cuồng, cũng rất thê lương. Thì ra cô ta đã xem trọng bản thân mình quá. Trong lòng người đàn ông đó chưa từng xem cô ta ra gì. Đừng nói là cô ta, dù là một con chó người đàn ông đó cũng sẽ cứu. Cô ta biết người đàn ông kia nói thật. Lúc này, cô ta rất mong Diệp Quân sẽ tức giận, sau đó giết cô ta. Nhưng người đàn ông kia lại xem thường cô ta, thật sự coi thường, thậm chí ngay cả chút tức giận cũng không có. Ở một nơi khác, sau khi tông chủ Vũ Hóa Tông dẫn mọi người rời đi, trên mặt ông ta lập tức có mồ hôi lạnh chảy xuống. Một trưởng lão bên cạnh ông ta trầm giọng nói, tông chủ. Tông chủ Vũ Hóa Tông quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Trưởng lão kia muốn nói lại thôi. Tông chủ Vũ Hóa Tông bình tĩnh cất lời, có phải thấy nghi ngờ lắm không? Trưởng lão vội gật đầu. Không chỉ ông ta mà cao thủ Vũ Hóa Tông xung quanh đều rất nghi ngờ. Nét mặt tông chủ Vũ Hóa Tông chợt trở nên lạnh lẽo, Tần Tuyết chết tiệt kia suýt đã khiến ta hiểu lầm. Trưởng lão khó hiểu, tông chủ, lời này có ý gì? Tông chủ Vũ Hóa Tông trầm giọng nói, ngươi không cảm thấy thiếu niên kia không tầm thường à? Trưởng lão thoáng do dự, sau đó hỏi ngược lại, không tầm thường. Ngu ngốc! Tông chủ Vũ Hóa Tông chợt nổi giận, ngươi có thể đừng chỉ biết tu luyện, đọc sách nhiều chút không? Trưởng lão! Tông chủ Vũ Hóa Tông trầm giọng nói, ngươi không phát hiện à? Lúc nhìn thấy chúng ta, thiếu niên kia không căng thẳng chút nào, đây là biểu hiện một người bình thường nên có à? Trưởng lão im lặng, bây giờ nghĩ lại, thiếu niên kia thật sự bình tĩnh khác thường. Tông chủ Vũ Hóa Tông nói tiếp, Tần Tuyết kia nói với ta là thiếu niên đó có tổ nguyên, nhưng cô ta che giấu rất nhiều chuyện, ví dụ như chuyện thiếu niên kia là một kiếm tu, còn nữa, lúc trước vì sao thiếu niên kia có thể giết người của chúng ta? Trưởng lão hít mắt, thiếu niên kia còn có lá bài tẩy. Tông chủ Vũ Hóa Tông thở dài, chắc chắn là có lá bài tẩy, nếu khi nhìn thấy chúng ta, hắn chọn chạy trốn hoặc có vẻ căng thẳng, ta sẽ không chút chần chừ ra tay tiêu diệt hắn ta. Nhưng lúc gặp chúng ta, hắn lại rất bình tĩnh, người như thế rõ ràng đã rất trải đời, quan trọng nhất là hắn có thể lấy ra một luồng tổ nguyên để cứu người, việc này có ý nghĩa thế nào? Trưởng lão hơi khó hiểu, ý nghĩa thế nào cơ? Tông chủ Vũ Hóa Tông thở dài, có nghĩa là tổ nguyên chỉ là một vật tầm thường với hắn, người nghĩ xem, người có thể xem tổ nguyên là một vật bình thường, sẽ có bối cảnh thế nào? Trưởng lão hơi xấu hổ, tông chủ suy nghĩ tỉ mỉ, ta không thể sánh bằng được. Nhưng có một điều khiến ta thấy khó hiểu là vì sao tông chủ muốn vứt bỏ Tần Tuyết kia? Tông chủ Vũ Hóa Tông thản nhiên nhìn trưởng lão bên cạnh, vì sao ư? Vì cô ta là một mối tai họa, nếu không vứt bỏ, lỡ như sau này thiếu niên kia chợt có suy nghĩ muốn trả thù cô ta, khi đó chắc chắn sẽ liên lụy đến Vũ Hóa Tông ta, bây giờ giao cô ta cho thiếu niên kia có thể nói là giải quyết xong một nhân quả, miễn trừ tai họa sau này. Trưởng lão ngây người, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Tông chủ Vũ Hóa Tông vỗ vai trưởng lão, dạy dỗ, sau này đừng có ngày ngày cắm đầu vào tu luyện nữa. Lúc rảnh rỗi thì ra ngoài nhiều hơn, có nhiều lúc đối nhân xử thế còn quan trọng hơn cả tu luyện đấy. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Trưởng lão đứng tại chỗ cười khẽ, không nói gì. Lúc này, một người đàn ông đi tới bên cạnh trưởng lão, hắn ta do dự một lúc rồi nói, sư phụ, không phải trước đây người cũng từng nói với con những lời tông chủ vừa nói ư. Trưởng lão khẽ mỉm cười, biết vì sao tông chủ đi đâu cũng dẫn ta theo không? Người đàn ông không hiểu. Trưởng lão nhẹ giọng nói, vì sư phụ của con là ta biết nịnh hót, nhớ kỹ, đi theo lãnh đạo phải biết giả ngu, phải cho lãnh đạo ra oai vui vẻ, như thế lãnh đạo sẽ không thể rời xa chúng ta, hiểu chưa? Người đàn ông. Dạy học. Lúc này Diệp Quân gặp chút khó khăn. Vì hắn phát hiện đi vào dễ, nhưng đi ra thì hơi khó khăn, muốn đi ra ngoài thì phải đối mặt với phong ấn của thần nhất. Việc này khiến hắn không thể không từ bỏ ý định đi ra ngoài. Với thực lực của hắn bây giờ không có khả năng phá hỏng phong ấn của thần nhất cho lắm, mà trước khi ra ngoài, hắn vẫn còn một chuyện phải làm, đó là trấn nhỏ bị hắn đưa vào trong tiểu tháp kia. Trấn nhỏ đã được hắn đón vào bên trong được một khoảng thời gian, lúc này người trong trấn nhỏ đều đã cảm nhận được điều kỳ lạ rồi. Lúc này người của trấn nhỏ rất bất an,
vì đột nhiên thay đổi môi trường, khiến họ đều rất sợ hãi. Diệp Quân đi tới trấn nhỏ một lần nữa, hắn tập trung người của trấn lại với nhau, sau đó liều mạng biểu diễn một màn thuật ngự kiếm cho họ xem. Người của trấn nhỏ xem mà trợn mắt há mồm. Họ đều biết người trên núi ngoài trấn là người tu luyện, nhưng cũng rất ít khi gặp, bên ngoài trấn rất nguy hiểm, họ không dám rời khỏi trấn quá xa, mà lúc này, Diệp Quân lại sống sờ sờ trước mặt họ. Diệp Quân biểu diễn xong thì hỏi mọi người có muốn tu luyện không, Lâm Bảo Mỹ là người đầu tiên nói đồng ý, mấy đứa nhỏ kia cũng nói đồng ý theo. Khi thấy Diệp Quân ngự kiếm phi hành, mấy đứa nhỏ đều ngạc nhiên đến mức sắp rơi mắt ra ngoài. Nhưng rõ ràng chỉ một thuật ngự kiếm phi hành là không đủ, Diệp Quân còn hứa mỗi tháng sẽ phát cho mỗi nhà mỗi hộ trong trấn một con lợn và một con trâu. Điều này khiến Diệp Quân cũng hơi bất đắc dĩ. Vì hắn phát hiện mấy người khá lớn tuổi trong trấn để ý việc ăn uống hơn. Diệp Quân cam kết xong, cuối cùng người của trấn nhỏ cũng đồng ý ở lại trong tiểu tháp. Tiếp theo, Diệp Quân bắt đầu dạy họ tu luyện, nói đúng hơn là hắn dạy mấy đứa bé như Lâm Bảo Mỹ, còn người khác của trấn thì được bà nội của Lâm Bảo Mỹ dạy. Không thể không nói là Diệp Quân rất ngạc nhiên. Thuật ngự kiếm. Chưa đến một ngày mà mấy đứa bé này đã học xong. Lâm Bảo Mỹ dẫn đầu càng khủng khiếp hơn, Diệp Quân vừa dạy, cô bé chỉ tìm tòi một lúc đã học được. Không chậm hơn lần đầu hắn tu luyện thuật ngự kiếm chút nào. Khó tin. Đương nhiên phần nhiều là ngạc nhiên mừng rỡ, nếu để thư viện Quan Huyên đến đào tạo những người này thì tiền đồ thật sự là vô lượng. Lúc mấy đứa bé bắt đầu tu luyện, tốc độ tiến bộ của chúng có thể miêu tả là tiến vùn vụt, dẫu sao chúng cũng tu luyện trong tiểu tháp, có đủ tài nguyên tu luyện, còn sử dụng tổ nguyên, vì thế, tốc độ tu luyện của chúng chắc chắn sẽ hơn người bình thường. Diệp Quân không chỉ dạy họ tu luyện, mà mỗi ngày còn dạy họ học. Vì thế khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Quân đều rất nhàn hạ. Dạy học, hướng dẫn đám trẻ tu luyện. Vì trước đó mấy đứa nhỏ vẫn đang đi học, cho nên hắn dạy dỗ cũng không vất vả, đương nhiên vẫn có một cái gai. Cái gai này chính là cẩu đán. Một hôm, cẩu đán đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Quân, cậu ta cầm một quyển sách, muốn nói lại thôi. Diệp Quân cười nói, muốn hỏi gì? Cẩu đán chớp mắt, cái gì cũng có thể hỏi sao? Diệp Quân gật đầu, đều có thể hỏi. Cẩu đán hơi tò mò, sư phụ, thế giới bên ngoài tàn khốc lắm đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Cẩu đán lại hỏi, nếu chúng ta ra thế giới bên ngoài thì nắm đấm vẫn có tác dụng hơn đúng không? Diệp Quân cười đáp, phải. Nói xong, hắn xoa đầu cẩu đán, người muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng. Hắn phát hiện trẻ con ở đây khá thông minh, không thể cư xử như người bình thường. Cẩu đán nhìn Diệp Quân, nếu bên ngoài kẻ mạnh là vua, vậy tại sao chúng ta còn phải học? Học tập cũng không giúp chúng ta gia tăng thực lực. Diệp Quân im lặng. Thằng nhóc này vẫn luôn không muốn học. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, đi học là vì có thể nhìn xuống thế giới này, cũng để thấu hiểu người khác và bản thân tốt hơn. Học tập thật sự không thể nâng cao thực lực của ngươi, nhưng có thể tăng trí tuệ và kiến thức của ngươi, để ngươi dễ sinh tồn trong thế giới tàn khốc bên ngoài. Dù sao rất nhiều lúc sống bên ngoài, đầu óc còn quan trọng hơn thực lực một chút. Cẩu đán hơi do dự, sau đó nói, nếu thực lực của con mạnh đến một trình độ nhất định thì có phải không cần đi học không? Diệp Quân cười nói, ngươi không thích học như thế à? Cẩu đán dè dặt nhìn Diệp Quân, không dám nói gì. Diệp Quân khẽ cười, nếu một ngày nào đó thực lực của ngươi mạnh hơn Bảo Mỹ thì ngươi sẽ không cần đi học nữa. Được chứ? Mắt cẩu đán sáng lên, thật sao? Diệp Quân gật đầu, nhưng trước đó, ngươi phải đi học, nếu không hoàn thành được bài kiểm tra ta cho các ngươi thì ngươi sẽ bị phạt. Cẩu đán hít sâu một hơi, được. Dứt lời, cậu ta xoay người rời đi. Không lâu sau đó, không biết cẩu đán nói gì với Lâm Bảo Mỹ mà bị cô bé đuổi đánh một trận. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ. Trong mấy đứa bé này, rõ ràng Lâm Bảo Mỹ rất có quyền lực. Đương nhiên thực lực của cô bé cũng là mạnh nhất. Lúc này, Mộc Nguyên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, ông ta thoáng do dự, sau đó nói, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây. Diệp Quân gật đầu. Dù ở trong tiểu tháp, họ vẫn sẽ bị phong ấn của thần nhất áp chế, vì thế ở trong tiểu tháp cũng không phải kế hoạch lâu dài. Dù sao bây giờ A Nan kia đã biết đến sự tồn tại của hắn,
chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua. Đi ra ngoài còn phải chiến đấu một trận. Sau khi dặn dò một lượt, Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp. Vừa rời khỏi, thời không sau lưng hắn đột nhiên rung lên, sau đó, một cô gái xuất hiện ở cách đó không xa. Chính là nữ phu tử kia. Diệp Quân nhìn nữ phu tử, bình tĩnh hỏi, có chuyện gì à? Hắn không ghét người phụ nữ này, nhưng cũng không có thiện cảm. Nữ phu tử mở lòng bàn tay, thần ấn từ trong tay bà ta chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hờ hững nhìn thoáng qua thần ấn, sau đó cười nói, không cần nữa sao? Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta rất muốn xem thử ngươi sẽ thừa kế ý chí của thầy, để vũ trụ có trật tự trở lại như thế nào. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, người hiểu lầm một chuyện rồi. Đến bây giờ ta vẫn không có ý định thừa kế ý chí của thần nhất tiền bối, trật tự mà ta muốn thiết lập là trật tự của ta, chứ không phải trật tự của thần nhất tiền bối. Cho nên nữ phu tử, ta cảm thấy người không cần ra vẻ như thế với ta, vì sự thù địch của người khiến ta cảm thấy rất khó hiểu. Nét mặt nữ phu tử không chút cảm xúc, ta chỉ không hiểu vì sao thầy phải chọn ngươi, đừng trách ta nói thẳng, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách khiến ta thù địch đâu. Diệp Quân lắc đầu. Không thể không nói, hắn khá ghét mấy vị thần ở thời đại thần nhất này. Người nào cũng giỏi làm ra vẻ. Kiêu căng ngạo mạn, luôn cảm thấy mình hơn người khác. Lúc này, hắn nghĩ tới chủ nhân bút đại đạo, hắn chợt cảm thấy tính cách của người này thật sự rất tốt, dù hơi màu mè, nhưng chưa từng ra vẻ thế này. Đương nhiên hắn không biết sở dĩ chủ nhân bút đại đạo khiêm tốn như thế đều là vì bị đánh. Không cùng quan điểm nói nửa câu cũng nhiều. Diệp Quân không muốn nói gì thêm với nữ phu tử này nữa, hắn xoay người rời đi. Mà hắn cũng không nhận thần ấn kia. Thấy Diệp Quân rời đi, nữ phu tử hơi nhíu mày, thần ấn của ngươi. Diệp Quân không quay đầu lại, nó chọn người, cho nên bây giờ nó là của người. Nữ phu tử híp mắt, giọng nói hơi lạnh lùng, người biết nó là gì không? Diệp Quân vẫn không thèm quay đầu, đừng trách ta nói thẳng, nếu ta cần ngoại vật, tùy ý lấy ra một thứ vẫn tốt hơn nó gấp trăm lần. Hắn cũng không khoác lác. Kiếm hành đạo, kiếm thanh huyên, tiểu tháp. Thứ nào không lợi hại hơn thần ấn này chứ? Ánh mắt nữ phu tử trở nên lạnh như băng, ngông cuồng. Diệp Quân cũng không nói gì thêm, hắn bước nhanh biến mất ở phía xa. Với Diệp Quân, gia thế hơn người cũng không phải chuyện đáng để hắn khoe khoang, dù sao bây giờ hắn vẫn còn chưa mạnh lắm. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quân biến mất ở phía xa, nhíu chặt mày, một lát sau, bà ta lắc đầu, trong mắt tràn đầy nỗi thất vọng, kiêu ngạo, tự ái buồn cười, thầy, đây là người mà người chọn ư. Không biết nhịn nhục, tự cho là đúng, hắn có gì đáng để có được truyền thừa của người chứ? Thất vọng. Đương nhiên phần nhiều là không cam lòng. Mấy năm qua, bà ta vẫn luôn trông chừng ở đây, mục đích là vì truyền thừa của thần nhất, nhưng bà ta không ngờ truyền thừa của thần nhất hoàn toàn không ở đây. Đương nhiên bà ta cũng không ngờ thần nhất lại đưa truyền thừa cho một kẻ yếu như thế. Hắn dựa vào cái gì chứ? Nữ phu tử nắm chặt thần ấn trong tay phải, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, thầy, lần này đừng trách ta không thể nghe theo ý của người. Truyền thừa của người không nên ở trong tay người như thế. Dứt lời, bà ta đột nhiên tiến lên một bước. Diệp Quân phía xa đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu, sau đó, nữ phu tử kia đã xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, một khí thế đáng sợ bao phủ lấy hắn. Thấy cảnh này, Diệp Quân nhất thời nhíu mày. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt không có chút cảm xúc, đưa hết những gì thầy cho ngươi ra đây. Ta có thể cho ngươi một con đường sống. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta vốn tưởng rằng dù chúng ta không thể trở thành bạn thì ít nhất cũng không trở thành kẻ thù, xem ra ta sai rồi. Nét mặt nữ phu tử không chút cảm xúc, nếu ngươi xuất sắc, nói không chừng ta có thể giúp ngươi, nhưng tiếc là biểu hiện của ngươi khiến ta rất không hài lòng, vì thế ta từ chối giúp ngươi. Hơn nữa với thực lực và chỉ số thông minh của ngươi bây giờ, có lẽ không bao lâu nữa sẽ chết trong tay những ngụy thần khác, ta cũng không muốn truyền thừa của thầy rơi vào tay người khác. Dứt lời, bà ta tiến một bước về phía trước. Oanh! Một khí thế ngút trời chợt hạ xuống từ trên trời, như chục nghìn ngọn núi lớn đè lên người Diệp Quân. Diệp Quân siết chặt hai tay, trong cơ thể có kiếm ý vô địch đột nhiên cuộn trào. Kiếm ý vô địch khí thế bừng bừng,
ngăn chặn khí thế ngút trời kia. Thấy cảnh này, nữ phù tử híp mắt lại, bước tới một bước nữa, giơ tay đè xuống. Oanh! Khí thế trên đầu Diệp Quân chợt tăng lên, kiếm ý của hắn bị trấn áp một lần nữa. Nữ phù tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt không chứa đựng chút tình cảm nào, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi chủ động giao tất cả truyền thừa của thầy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không trừ khi thầy xuất hiện, không thì không ai cứu được ngươi đâu. Nữ phù tử mang theo khí thế như những ngọn núi to lớn chất chồng lên nhau chèn ép về phía Diệp Quân, lúc này, kiếm ý của Diệp Quân đã khó mà chống lại được, chỉ có thể rút lui. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Phải biết rằng nữ phù tử đã vượt qua tổ cảnh, cao hơn Diệp Quân tận mấy cảnh giới. Nữ phù tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, thấy hắn vẫn ngoan cố chống cự, trong đôi mắt lạnh như băng của bà ta dần hiện lên sát khí. Đúng vào lúc này, oanh, trong cơ thể Diệp Quân có một tia kim quang bay lên cao. Ngao Thiên Thiên, vào khoảnh khắc hai người dung hợp, một khí thế ngút trời dâng trào phá vỡ khí thế của nữ phù tử. Cùng lúc đó, Diệp Quân đột nhiên biến thành một thanh kiếm bay lên chém về phía nữ phù tử. Vụt! Thời không trên đầu nữ phù tử chợt nứt ra, một thanh kiếm hung hăng chém tới. Trên mặt nữ phù tử không có chút cảm xúc, bà ta chắp ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Ầm! Thanh kiếm kia lập tức bị chẹn lại. Nữ phù tử nhìn Diệp Quân đang gần trong gang tấc, trong mắt lóe lên sát khí, nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ. Còn chưa nói hết câu, trong cơ thể Diệp Quân trước mặt bà ta đã bộc phát ra ba sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh huyết mạch. Trong nháy mắt nữ phù tử đã bị đánh lui nghìn trượng. Sau khi dừng lại, trong mắt bà ta tràn đầy vẻ khó tin, không ngờ ngươi lại có ba loại sức mạnh huyết mạch. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một thanh ý kiếm ngưng từ trong lòng bàn tay hắn, hắn tiến lên một bước, trong nháy mắt, một thanh kiếm đã chém tới trước mặt nữ phù tử. Chiêu kiếm mạnh nhất. Chiêu kiếm này không chỉ có kiếm ý vô địch hoàn toàn mới mà còn có ba loại sức mạnh huyết mạch và sức mạnh của Ngao Thiên Thiên. Kiếm chém ra chống lại sức mạnh phong ấn mà thần nhất để lại. Đương nhiên Diệp Quân cũng rất vất vả. Từ khoảnh khắc bắt đầu ra tay hắn đã rất vất vả rồi, vì hắn không chỉ phải chống lại sức mạnh của nữ phù tử mà còn phải chống lại sức mạnh phong ấn trong bóng tối kia. Thấy chiêu kiếm của Diệp Quân chém tới, nữ phù tử không lùi mà còn xông lên. Tay phải bà ta khẽ run, một thanh trường thước màu vàng xuất hiện trong tay bà ta. Ngay sau đó bà ta cầm lấy trường thước phung lên, chống lại chiêu kiếm của Diệp Quân. Oanh! Vào khoảnh khắc kiếm và thước va vào nhau, một sức mạnh đáng sợ chợt bộc phát, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Vừa dừng lại, sắc mặt Diệp Quân đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, vì sức mạnh phong ấn bí ẩn kia lại đè lên người hắn một lần nữa, muốn phong ấn tu vi của hắn. Diệp Quân nhìn nữ phù tử phía xa bằng ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu, vì sao người phụ nữ này lại không bị trấn áp bởi phong ấn. Nữ phù tử phía xa cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này bà ta cũng hơi ngạc nhiên vì không ngờ sức chiến đấu của Diệp Quân lại đáng sợ như thế. Phải biết rằng cảnh giới của bà ta cao hơn Diệp Quân không ít. Dưới tình huống bình thường, cao thủ cảnh giới đế quân còn không bằng một con kiến trong mắt bà ta. Hơn nữa Diệp Quân lúc này còn bị phong ấn ở đây trấn áp. Đánh giá thấp rồi. Nữ phù tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, bà ta không nói nhảm một lời mà tiến về phía trước, trong nháy mắt một tia bạch quang gần nghìn trượng đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể bà ta, bạch quang biến thành một lưỡi dao khổng lồ chém mạnh về phía Diệp Quân. Thấy lưỡi dao chém tới, Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn bước một bước về phía trước chém ra một chiêu chứa đựng ba loại sức mạnh huyết mạch và kiếm ý của bản thân. Đối đầu trực diện. Đối mặt với người phụ nữ này hắn cũng chỉ có thể đánh trực diện. Diệp Quân xông lên khiến sức mạnh phong ấn của thần nhất phải lui lại một lần nữa, sau đó, một thanh kiếm chém thẳng lên trên lưỡi dao khổng lồ kia. Oanh! Diệp Quân chém vỡ lưỡi dao kia, thanh kiếm dài chém thẳng về phía nữ phù tử. Nữ phù tử híp mắt lại, bà ta đột nhiên tiến lên một bước, lại chém ra một lưỡi dao khổng lồ. Diệp Quân bị lưỡi dao này làm dừng lại. Nữ phù tử lại tiến lên một bước. Vụt! Một tia bạch quang lóe lên. Oanh! Diệp Quân bị đánh cho liên tục lùi lại. Lúc này, nữ phù tử lại bước thêm một bước nữa, nhưng ngay sau đó thân thể của Diệp Quân ở phía xa chợt trở nên hư ảo.
thời không tuế nguyệt chồng chéo. Trong nháy mắt có vô số thanh kiếm lao ra từ trong thời không, sau đó hội tụ lại thành một thanh kiếm. Ầm, thanh kiếm chém tới khiến sắc mặt nữ phu tử nhất thời thay đổi, bà ta cầm trường thước trong tay đâm về phía trước, hàng vạn hàng nghìn tia bạch quang lập tức kéo đến. Đối đầu trực diện một lần nữa. Ầm, sức mạnh của hai người va vào nhau rồi nổ tung trong thiên địa, hai người đồng thời lùi lại, Diệp Quân lui tận mấy nghìn trượng mới dừng, sức mạnh phong ấn kia lại xuất hiện, trấn áp tu vi của hắn. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Quân nhất thời trở nên dữ tợn, cái này đúng là mãi không chịu thôi mà. Diệp Quân siết chặt hai tay, kiếm ý vô cùng vô tận điên cuồng lao ra từ trong cơ thể hắn để chống lại sức mạnh phong ấn kia. Không chỉ kiếm ý mà còn có sức mạnh huyết mạch của hắn nữa. Ầm, thời không xung quanh Diệp Quân trở nên sôi trào. Nữ phu tử ở phía xa nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngày càng thấy kinh ngạc hơn. Không thể không nói thực lực của chàng trai trước mắt thật sự vượt xa dự đoán của bà ta, chỉ mới cảnh giới đế quân đã có sức chiến đấu như thế đúng là hơi không tầm thường. Lúc này, bà ta chợt nhận ra có lẽ sư phụ chọn hắn là có ý đồ khác. Nhưng việc này cũng không thể ngăn cản quyết định của bà ta. Truyền thừa của sư phụ nằm trong tay bà ta sẽ tốt hơn, bà ta có lòng tin là thế. Nghĩ vậy, nữ phù tử chợt mở lòng bàn tay trái, một tia bạch quang bay lên tận sâu trên trời cao, cùng lúc đó, trong tia bạch quang kia chậm rãi ngưng tụ một lưỡi dao khổng lồ. Diệp Quân ở phía xa ngẩng đầu nhìn về phía nữ phù tử, lúc này sắc mặt của hắn rất khó coi. Vì phần lớn sức mạnh của hắn đều đang chống lại sức mạnh phong ấn kia. Mà lúc này rõ ràng người phụ nữ này muốn sử dụng đại chiêu. Đánh kiểu gì đây? Diệp Quân chọn không đánh nữa. Người Diệp Quân khẽ run, biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Thấy cảnh này, nữ phụ tử nhíu mày, muốn trốn à? Dứt lời, bà ta chắp tay lại chém về phía trước. Vụt! Trong bạch quang kia có một lưỡi dao chém xuống. Diệp Quân đột nhiên dừng lại ở dãy núi cách đó chục nghìn dặm, hắn vừa xoay người thì một lưỡi dao khổng lồ đã chém mạnh xuống từ trên trời. Thấy cảnh này, Diệp Quân cau mày, lúc này giọng nói của Ngao Thiên Thiên chợt vang lên, để ta. Dứt lời. Oanh! Một tia kim quang bay lên cao từ trong cơ thể Diệp Quân, nhưng kim quang này hoàn toàn không thể ngăn chặn lưỡi dao kia, hai bên vừa mới tiếp xúc thì kim quang đã nổ tung. Diệp Quân vội nói, quay lại đây. Ngao Thiên Thiên bay lại vào người Diệp Quân, hai người dung hợp một lần nữa. Diệp Quân giẫm nhẹ chân phải bay lên cao, đối diện với lưỡi dao khổng lồ này. Ầm, kiếm và lưỡi dao vừa tiếp xúc với nhau thì vô số dãy núi bên dưới đã biến thành bụi phấn, vào thời khắc này thời không xung quanh cũng nổ tung, cực kỳ kinh khủng. Diệp Quân cũng bị lưỡi dao chém cho rơi xuống từ trên trời, cuối cùng rơi xuống dưới đất. Vừa rơi xuống đất thì mặt đất đã lập tức nổ tung, biến thành một vực sâu không thấy đáy. Lúc này, thời không phía chân trời chợt nứt ra, nữ phù tử bay tới từ không trung, bà ta lạnh lùng nhìn xuống đáy vực bên dưới. Đúng thời điểm này, một tia kiếm quang đột nhiên bay lên cao từ đáy vực sâu. Nữ phù tử cầm trường thước vung tay áo, nét mặt không chút cảm xúc. Ầm, Diệp Quân bị đánh lui nghìn trượng. Vừa mới dừng lại thì thời không sau lưng hắn đã vỡ tan tành. Khóe miệng của Diệp Quân có một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống, cùng lúc đó tu vi của hắn lại bị phong ấn một lần nữa. Nữ phù tử chậm rãi đi về phía Diệp Quân, không thể không nói là ngươi thật sự khiến ta hơi bất ngờ đấy. Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói, ta hơi tò mò vì sao bà lại không bị phong ấn ở đây trấn áp. Nữ phù tử bình tĩnh nói. Vì ta là một trong những người bảo vệ của nơi này. Diệp Quân nhíu mày, người bảo vệ. Nữ phù tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, chậm rãi siết chặt tay phải, chúng ta phụng mệnh bảo vệ nơi này, đương nhiên sẽ không bị phong ấn ở đây trấn áp. Thì ra là thế. Diệp Quân lại lau máu tươi trên khóe miệng một lần nữa, kiếm ý trên tay phải hơi rung lên. Nữ phù tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu trước kia ngươi đưa truyền thừa của sư phụ cho ta thì nể mặt sư phụ. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ dù ngươi có đưa truyền thừa, ta cũng sẽ không để ngươi được sống. Vì ngươi là một người khá có tính uy hiếp, đặc biệt là trong tương lai. Tuy là kẻ thù của Diệp Quân, nhưng bà ta không thể không thừa nhận thiên phú và sức chiến đấu của hắn rất đáng sợ,
nếu cho Diệp Quân thêm chút thời gian đợi đến khi hắn đạt tới tổ cảnh. Dù là bà ta cũng không dám suy nghĩ sâu xa hơn. Nhất định phải chết. Diệp Quân nhìn nữ phu tử, lúc này bà ta đã không thể che giấu được sát khí trong mắt. Hắn biết đối phương muốn giết chết hắn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh phong ấn trong thiên địa, nếu không có nó, có lẽ hắn có thể đánh một trận với nữ phu tử, nhưng lúc này có nó ngăn cản, hắn hoàn toàn không thể chiến thắng được bà ta. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên tiến lên một bước, bà ta vung tay áo, trường thước trong tay biến thành một tia bạch quang đánh mạnh về phía Diệp Quân. Oanh! Một khí thế đáng sợ bao phủ lấy Diệp Quân. Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm ý vô địch vô cùng vô tận trong cơ thể hắn đột nhiên phóng lên cao, khí thế bao phủ lấy hắn thoáng chốc vỡ tan. Diệp Quân giẫm chân phải biến thành một tia kiếm quang xông về phía trước. Ầm! Diệp Quân chém một kiếm lên trên trường thước, sức mạnh cường đại thoáng chốc đánh rách thân thể hắn làm máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, hắn cũng bay ra xa. Nữ phu tử lại tiến lên một bước nữa muốn giết chết Diệp Quân. Nhưng lúc này Mộc Nguyên trong cơ thể Diệp Quân chợt xuất hiện, ông ta giơ tay làm động tác gì đó về phía sức mạnh phong ấn kia, tạo thành một truyền tống trận, trong nháy mắt, Diệp Quân và ông ta đồng thời biến mất. Nữ phu tử nở nụ cười khinh thường, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt xuyên qua thời không, vào lúc bà ta muốn tiếp tục đuổi theo thì bên cạnh chợt vang lên hai tiếng bước chân. Nữ phu tử hơi nhíu mày quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có hai người đi tới, một nam một nữ. Người đàn ông mặc áo trắng, người phụ nữ cũng mặc váy trắng. Người đàn ông lắc đầu, không công bằng cho lắm. Nữ phu tử nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, tỏ vẻ khinh thường, người nghĩ mình là ai? Gì cơ? Nghe thấy câu này, người phụ nữ váy trắng vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh lập tức trở nên lạnh lùng. Theo ánh mắt người phụ nữ váy trắng trở nên lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh cũng thoáng chốc giảm xuống, khiến người ta có cảm giác như rơi xuống hầm băng. Nữ phu tử chuyển mắt nhìn từ người đàn ông áo trắng về phía người phụ nữ, bà ta nhìn chằm chằm người phụ nữ, sâu trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, hơn nữa cảm giác này còn dần lan rộng ra. Cảm nhận được điều này, nữ phu tử nhất thời nhíu chặt mày, bà ta cố gắng xua đi bóng ma tâm lý, đang định lên tiếng thì người phụ nữ váy trắng phía xa chợt giơ tay lên rồi xoay lại. Phịch! Nữ phu tử còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã cong lại, quỳ thẳng xuống đất. Nữ phu tử như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm nữ phu tử bằng ánh mắt lạnh như băng, không chứa đựng chút cảm xúc, người nghĩ, mình là ai? Nữ phu tử ngơ ngác nhìn người phụ nữ váy trắng trước mặt, sao có thể chứ? Bà ta là một trong những cao thủ mạnh nhất của vũ trụ này. Nhưng đối phương chỉ vung tay một cái đã khiến bà tay phải quỳ xuống. Không hề có khả năng phản kháng. Làm sao có thể? Nữ phu tử mơ hồ, mọi thứ diễn ra trước mắt khiến bà ta cảm thấy như nằm mơ vậy, vô cùng không chân thực. Người phụ nữ váy trắng kéo người đàn ông áo trắng đi về phía xa, bà ấy không có chút hứng thú nào với nữ phu tử này cả, vì người này thật sự quá yếu. Yếu đến mức khiến bà ấy không có cả hứng thú ra tay. Hai người chậm rãi đi tới tinh không xa xôi, mà lúc này nữ phu tử chợt cất lời, ngươi là... Người phụ nữ không thèm quay đầu lại, ngươi xứng được biết tên ta sao? Sắc mặt nữ phu tử thoáng chốc trở nên dữ tợn. Bà ta tung hoành cả một đời đã bao giờ bị sỉ nhục như thế đâu. Bà ta không muốn ngồi chờ chết mà lựa chọn liều mạng đánh một trận, bà ta mở lòng bàn tay, một tia kim quang bay lên cao từ trong cơ thể bà ta. Thần ấn. Lúc này, bà ta điều động sức mạnh của thần ấn. Hy vọng có thể mượn sức mạnh của nó phá vỡ phong ấn kiếm khí trong cơ thể của mình. Nhưng vào khoảnh khắc sức mạnh của thần ấn xuất hiện. Oanh! Thần bảo được cho là mạnh nhất thời đại thần nhất này ầm ầm vỡ tan, ngoài ra cả thân thể và thần hồn của nữ phu tử cũng không thể thoát được. Linh của thần ấn chợt gào thét thê lương, không. Lúc này, thần hồn của nó cũng đang bắt đầu tiêu tán. Trong giọng nói tràn đầy sự không cam lòng và nuối tiếc. Nó là báu vật của thời đại thần nhất, từng đi theo thần nhất khai thiên lập địa, tung hoành vũ trụ, mà lúc này nó lại phải biến mất khỏi vũ trụ bằng một cách tầm thường như thế. Nó không cam lòng. Nó điên cuồng gào thét muốn thay đổi điều gì đó, nhưng lại không thể làm gì.
vì đối diện với sức mạnh kia, nó có vẻ nhỏ bé tựa như một hạt bụi vậy. Cuối cùng, linh của thần ấn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Mà thần hồn của nữ phu tử cũng đã như một làn khói xanh. Lúc này bà ta mới hiểu mình buồn cười đến mức nào, lại còn muốn dùng sức mạnh của thần ấn phá vỡ phong ấn của kiếm khí kia. Cái gì gọi là lấy trứng chọi đá? Chính là thế này đây. Mãi đến trước khi chết, bà ta mới nhận ra mình yếu như thế nào. Chẳng mấy chốc, nữ phu tử và thần ấn đồng thời biến mất trong thiên địa. Ở bên kia, người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng chậm rãi bước đi. Lúc này, người đàn ông chợt nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, có phải huynh không nên xuất hiện ngăn cản người phụ nữ kia không? Người phụ nữ lắc đầu, bà ấy nắm lấy tay người đàn ông, dịu dàng nói, huynh làm gì muội cũng đều ủng hộ. Người đàn ông cười khẽ, nhìn về phía cuối tinh không xa xôi, ở với họ thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ một khoảng thời gian nữa thôi. Người phụ nữ gật đầu, nhẹ nhàng nói, nghe theo huynh cả. Ở một nơi khác, sau khi Mộc Nguyên và Diệp Quân dừng lại, ông ta quay đầu nhìn về phía sau, thấy người phụ nữ kia không đuổi theo thì nhất thời hơi nghi ngờ. Đáng lý ra chắc chắn người phụ nữ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Diệp Quân, tại sao lại không đuổi theo? Lúc này, dường như Mộc Nguyên nghĩ đến điều gì, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, mà lúc này vết thương trên người Diệp Quân cũng đã hoàn toàn hồi phục. Mộc Nguyên kinh ngạc, hồi phục nhanh thế sao? Diệp Quân gật đầu. Hắn có tổ nguyên, kết hợp với cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh, đương nhiên sẽ hồi phục rất nhanh, có thể nói chỉ cần không giết chết hắn thì hắn đều có thể hồi phục một cách nhanh chóng. Mộc Nguyên lắc đầu cười khẽ, không thể không nói trong khoảng thời gian đi theo Diệp Quân, ông ta ngày càng cảm thấy Diệp Quân không đơn giản, hắn thật sự có quá nhiều thần vật. Dù ở thời đại thần nhất thì thần ấn đúng là báu vật, nhưng với Diệp Quân thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Quân chợt ngẩng đầu lên, sau đó nói, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây thôi. Trận chiến trước đó, hắn thật sự cảm thấy khá bực, vì hắn không chỉ phải chiến đấu với nữ phu tử mà còn phải chống lại sức mạnh phong ấn do thần nhất để lại, cũng giống như một người đấu với hai người. Đánh như thế thật sự khiến hắn rất khó chịu. Dù sao bây giờ thân phận người thừa kế truyền thừa thần nhất của hắn đã bại lộ, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì, vì thế cũng đã đến lúc rời đi rồi. Nhưng rời đi bằng cách nào cũng là vấn đề. Dù sao bây giờ thần ấn không ở chỗ hắn, muốn đi thì phải đối mặt với phong ấn của thần nhất. Lúc Diệp Quân đang không biết làm sao thì bà nội của Lâm Bảo Mỹ chợt xuất hiện, Diệp Quân nhìn về phía bà lão, bà cụ nói, Diệp Thiếu muốn rời khỏi đây sao? Diệp Quân gật đầu, bà có cách à? Bà cụ trầm giọng nói, phải đến Võ Châu. Luôn gọi. Diệp Quân tò mò, Võ Châu là ở đâu? Bà lão giải thích, theo ta được biết, Võ Tông Tông môn mạnh nhất ở Võ Châu có một trận pháp dịch chuyển cổ xưa, trận pháp dịch chuyển này là do thần nhất để lại năm đó, thông qua trận pháp dịch chuyển sẽ có thể rời khỏi nơi này, nhưng điều kiện mở trận pháp dịch chuyển có hơi khắt khe. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, đi thử xem sao. Bà lão thoáng chần chừ rồi nói, Diệp Thiếu, ta xin nhiều lời một câu, đừng tùy ý để lộ chuyện cậu có tổ nguyên, dù sao cũng có câu người bình thường không có tội, nhưng người mang ngọc thì có. Diệp Quân cười nói, ta biết, phiền bà dẫn đường. Thực lực của hắn và Mộc Nguyên đương nhiên hơn hẳn bà cụ, nhưng hai người ra tay ở đây chắc chắn sẽ dẫn đến sức mạnh phong ấn thần nhất để lại. Còn bà cụ thì khác, bà là người nơi này, cho nên sử dụng sức mạnh sẽ không bị phong ấn của thần nhất chấn áp. Bà cụ nói, được. Cứ thế dưới sự hướng dẫn của bà lão, ba người đi thẳng tới Võ Châu. Trên đường đi, Diệp Quân chợt hơi tò mò, Mộc Nguyên tiền bối, nữ phu tử kia. Mộc Nguyên lắc đầu, ta cũng không hiểu vì sao. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, tháp ra, có người đi theo chúng ta sao? Tiểu tháp hơi kinh ngạc, sao ngươi lại có suy nghĩ này? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, chỉ là cảm giác thôi, ta cũng không thể nói rõ được. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, có lẽ ngươi bị người phụ nữ kia đánh đến mức hơi nhạy cảm rồi. Diệp Quân, tiểu tháp đánh trống lảng, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Nó biết tiểu chủ này rất thông minh, vì thế phải nhanh chóng đổi chủ đề mới được. Tính toán. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, đi ra ngoài,
có một đám người nhà họ Vương đang đợi chúng ta, trên nhà họ Vương còn có một đám ngụy thần. Nói đến đây, không biết hắn nghĩ đến điều gì mà híp mắt lại. Quá khứ tông, hắn vẫn chưa quên người phụ nữ kia. Cả ác đạo nữa. Hắn không biết thân phận người phụ nữ của quá khứ tông, nhưng ác đạo cũng từng là một thành viên của thần điện. Diệp Quân chợt nói, Tháp Gia, người từng đi theo cha ta lâu như thế, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Tiểu Tháp lập tức đề phòng, người muốn hỏi cái gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, tình huống của ta bây giờ là mỗi lần thực lực tăng lên thì kẻ thù của ta sẽ càng mạnh hơn, dù ta có cố gắng thế nào thì kẻ thù của ta vẫn sẽ mạnh hơn ta rất nhiều, trước kia cha ta cũng từng gặp chuyện thế này sao? Tiểu Tháp nói, không phải gặp phải, mà là lúc nào cũng thế. Diệp Quân vội hỏi, ông ấy giải quyết như thế nào? Tiểu Tháp nói, kẻ thù vẫn luôn mạnh, còn ông ấy thì luôn gọi. Diệp Quân nhíu mày, luôn gọi. Tiểu Tháp bình tĩnh nói, gọi người đấy, khi thật sự không đánh được nữa ông ấy sẽ gọi cứu viện, dù sao cũng không thể để bị đánh chết được đúng không? Diệp Quân im lặng. Tiểu Tháp vội nói, người không thể làm theo ông ấy được, vì lý do đó nên đến bây giờ ông ấy vẫn chưa thể phá thần, đi tới bước cuối cùng được đấy. Diệp Quân cười nói, người sợ ta đi theo con đường cũ của cha ta à? Tiểu Tháp khẽ thở dài. Thật ra tâm trạng của nó cũng rất phức tạp. Nó đã đi theo ba thế hệ, người của hai thế hệ trước đi con đường không giống nhau, hơn nữa cũng không dễ đi, vì thế nó không muốn Diệp Quân đi theo con đường của hai thế hệ trước. Đặc biệt hôm nay Diệp Quân còn đi con đường kiếm đạo vô địch, con đường này là lợi hại nhất trong ba thế hệ. Vì thế Diệp Quân chỉ có thể đi con đường của mình, nhưng tình huống bây giờ là dù người này cố gắng thế nào thì kẻ thù vẫn luôn mạnh hơn hắn, hơn nữa còn không chỉ mạnh một chút. Lịch sử luôn giống nhau đến mức đáng sợ. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên cười nói, Tháp Gia đừng lo, ta sẽ đi con đường của mình thật tốt. Tiểu Tháp khẽ thở dài, thật ra tiểu tử này rất thông minh, hơn nữa còn thông minh hơn trong tưởng tượng của nó, vì rất nhiều lúc nó có thể cảm giác được tiểu tử này hiểu và biết rất nhiều chuyện, nhưng hắn chưa từng nói. Áp lực thật sự của hắn không phải kẻ thù bên ngoài, mà là đời trước của mình. Cái này cũng giống như một học sinh dở vào lớp học giỏi, tất cả mọi người xung quanh đều cố gắng, thành tựu cũng hơn người, người có thể không biết xấu hổ mà lười biếng à. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đang nghĩ đến chuyện có thể xảy ra tiếp theo, cũng đang nghĩ cách giải quyết. Rất nhiều lúc người không thể bị động mà phải chủ động. Hắn đều phải nghĩ đến tất cả các khả năng. Không chỉ phải nghĩ mà còn phải nghĩ nên đối phó thế nào. Mà cuối cùng, hắn đưa ra một kết luận với thực lực của hắn bây giờ, rất nhiều khả năng hắn cũng không thể làm gì được. Mà cách tốt nhất chính là giống như cha trước đây, chọn cách chơi xấu. Diệp Quân cảm thấy mất cảm giác rồi. Mà Diệp Quân không biết rằng một âm mưu trước giờ chưa từng có đang lặng lẽ bắt đầu, mà mục tiêu của âm mưu này chính là hắn. Trong hư không nào đó, một cô gái mặc áo bào trắng chậm rãi khép hờ mắt, im lặng không nói một lời. Khi tin tức Diệp Quân có thần ấn truyền tới, cô ta đã quyết định là sẽ không chờ đợi thêm nữa. Phải kết thúc rồi. Lần này, cô ta muốn đích thân ra tay. Đã đến lúc nên có một kết thúc với ba kiếm tu kia. Dù một đấu ba cũng có gì phải ngại chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.